Vâng, xin chào mừng các anh chị chuyên gia đã có mặt trong buổi ứng dụng ngày hôm nay ạ. Đây là một chương trình vô cùng đặc biệt. Buổi ứng dụng này chỉ dành riêng cho chuyên gia phát triển chiều cao của Midu thôi ạ. Và theo văn hóa của Midu thì chúng ta hãy cùng bật mic lên để chào nhau, chúc nhau một buổi tối thật hiệu quả và năng lượng ạ. Chín người đàn ông tràn ngập tình cảm vợ cũ ngay khi Xin vợ chào cả cũ nhà. bước vào. Xin Người chào đàn cả ông nhà. mới bước chân Xin chào các anh hóa chị ra ạ. là vợ cũ một ngày nữa Rồi, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Vâng, em xin chào các anh chị. Chào cả nhà. Vâng, để buổi học của chúng ta thật năng lượng thì chúng ta hãy Chào cùng nhau thử tên của mình và hình nền Zoom các anh chị nhé. không Em thấy là có rất nhiều các anh chị đã đổi được tên của mình rồi ạ. Trong quá trình học ấy ạ thì thầy sẽ tương tác cùng với các anh chị nhà mình, nên nếu mà các anh chị đặt tên là những cái dãy số ạ hoặc là Samsung, iPhone Recording in progress. thì thầy sẽ rất là khó để có thể tương tác với các anh chị nhà mình đó ạ. Tiếp theo thì nhà mình sẽ đổi hình nền Zoom các anh chị nhé. Admin hãy gửi hình nền Zoom lên nhóm chuyên gia. Các anh chị nhà mình hãy tải hình nền về để thay đổi cái hình nền này ạ. Các anh chị nhà mình đã tải được hình nền về và thay hình nền chưa ạ? Anh chị ơi, nếu như là các anh chị chưa thể thay đổi được hình nền ạ thì có thể nhắn tin để admin hỗ trợ mình ạ. Em mới thấy là một số anh chị thay đổi hình nền thôi ạ. Dạ vâng, anh chị anh nhắn vào nhóm chuyên gia để admin hỗ trợ cho mình tải hình nền về và hỗ trợ thay đổi hình nền anh nhé. Anh Tường Anh ơi, anh đã có vào nhóm chuyên gia chưa ạ? Vâng, em thấy là cũng có rất là nhiều các anh chị đã đổi được hình nền rồi ạ. Thưa các anh chị, buổi ứng dụng này nằm trong chuỗi đào tạo chuyên gia phát triển chiều cao. Và ở buổi khai mở và tốt nghiệp, anh chị đã có được tư duy, kiến thức làm nghề. Đến buổi ứng dụng này, anh chị sẽ được trực tiếp huấn luyện, được cầm tay chỉ việc, hướng dẫn làm nghề một cách thực chiến để có thể xây dựng sự nghiệp chuyên gia bền vững ạ. Ở Midu không có kết quả là lạ, chứ có kết quả là điều hết sức bình thường, đúng không các anh chị? Vâng, có rất nhiều các anh chị đã ứng dụng thành công những kiến thức, những giá trị đã được học trong chuỗi đào tạo của Midu rồi ạ và có những kết quả vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những kết quả của mình đã đạt được để cùng chung vui với nhau các anh chị nhé. Được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày thì thực sự là điều hạnh phúc và tuyệt vời phải không các anh chị? Và ngày hôm nay thì em xin phép mời hai anh chị là đối tác kinh doanh đã giúp được cho chính người thân của mình và khách hàng có một chiều cao vượt trội sẽ chia sẻ câu chuyện của các anh chị ạ. Vâng, em xin mời câu chuyện của anh Nguyễn Thế. Anh đã giúp được cho em trai của mình trong giai đoạn tiền dậy thì và một năm có thể cao đến 12 đến 13 xăng ạ. Thì anh Thế ơi, anh có đang ở trong Zoom không ạ? Anh ơi, anh hãy giơ tay để admin có thể hỗ trợ mình ạ. Anh Thế ơi, anh hãy giơ tay đi ạ. Admin sẽ hỗ trợ là bật mic cho mình ạ. Vâng, anh Thế ơi, mình không có ở trong Zoom mà. Vâng, thì sau đây em xin mời câu chuyện của chị Kiều Trinh ạ. Chị Kiều Trinh ơi, mình có ở trong Zoom không ạ?
Mình có thể giơ tay để admin hỗ trợ bật mic cho mình ạ. À vâng. Em xin chào chị. Để chồng em nhá. À, quên. Vâng, chị Kiều Trinh ạ. Dạ vâng, anh chị nhà mình chờ một chút ạ. Admin đang hỗ trợ anh chị nhà mình rồi ạ. À vâng. Chị Kiều Trinh xin chào MC Thanh Mai. Em xin chào 70 anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng, em chào Dạ chị vâng, ạ. em à vâng, chào Thanh Mai nhé. Em xin giới thiệu một chút thì em là Kiều Trinh, hiện tại thì em đang sinh sống tại Đồng Nai. Và em tham gia Robby từ tháng 8 năm 2023. Và thật hữu duyên khi em chính thức bán sản phẩm của nhà Midu là tháng 11 năm 2023. Hôm nay thì em cũng rất là vinh dự được tham gia chương trình và được chia sẻ về kết quả thành tích của Midu đã đem lại, đó chính là bé gái nhà em, thì cũng thật sự là rất vui mừng. Và cũng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Phạm Thanh Hiên cũng như là toàn bộ công ty Midu nhà mình với cái sản phẩm thực sự là rất là ý nghĩa cho cái quá trình phát triển chiều cao của các bé. Em cũng xin chia sẻ thực sự là như thế này, như các bố mẹ cũng như là tâm lý chung thì khi mà các bé đến cái tuổi học cấp 1 đi thì chúng ta đã nhận định được là con của chúng ta là có cao hay là có không cao hay là phát triển bình thường, chưa chưa đạt cái mức cao. Thì cái tâm lý chung đúng không ạ? Thì em cũng thế, khi mà con em lớp 3 là em thấy là so với các bé cùng lứa tuổi là cháu có thấp hơn. Thì khi đó thì thực tế là mình cứ suy nghĩ là khi mà cần tăng trưởng chiều cao là mình sẽ đi ra hiệu thuốc và sẽ mua cái canxi đúng không ạ? Vâng, em cũng chính là một người mẹ như thế. Khi mà em mua canxi hiệu thuốc thì thực tế là cháu uống thì thứ nhất là rất là khó uống, thứ hai là mình thấy nó không có cái tác dụng gì. Thế là lại đến nghe đến lời bạn bè chia sẻ. Bạn bè chia sẻ là mình sẽ mua cái hàng ở sách tay của Đức. Thế là em cũng mua. Thì cháu cũng sử dụng từ năm lớp 3, lớp 4, 2 năm trời của Úc. Úc ấy. Nhưng mà thực sự là không có một cái tí hiệu quả nào. Thì khi mà con lên cấp 2 thì em thấy là thực sự lúc đấy là ngã ngửa luôn. Ủa sao lên cấp 2 mà các bạn toàn là 1m6 mà sao con mình mới có 1m4 mấy, 1m5. Thì lúc đấy là mình cái tư duy của mình lúc đấy nó thực sự là phải đi tìm tòi. Thì thật sự là lúc đấy là trong cái Zoom đại bàng xanh của nhà em á, thì anh chị có đăng những cái Zoom của Midu. Thì vì cái sự tò mò, em có sự tò mò là tại sao lại có cái tên Zoom hay như vậy. Midu là cái sản phẩm gì? Cái đầu tiên em nghĩ đến đó là một cái diễn viên ca sĩ nổi tiếng Midu á, Mizu á. Thế là em bắt đầu tò mò. Khi mà em tham gia thì em đăng ký cái lớp khai mở, cái lớp để làm đào tạo chuyên gia phát triển chiều cao á. Thực sự khi mà học 3 buổi thì đúng là lúc đấy là em mới ngỡ ra. Thì ra là trước đến giờ là mình hoàn toàn có cái kiến thức sai ngược trong quá trình mà phát triển, đi tìm phát triển chiều cao cho con. Đó thì em bắt đầu lúc mà học được cái kiến thức rồi thì mình thực sự là rất mừng, vì mình nắm bắt được là cái chiều cao của con nó chỉ ảnh hưởng cái ảnh hưởng gen là 23% đúng không ạ? Còn lại 77% còn lại là do các nhân tố bên ngoài tác động. Lúc đấy là thực sự là em rất mừng và em thực sự lúc đấy là em đã có lời cảm ơn đến chương trình của nhà Midu nhà mình rồi. Thế là em mới mua sản phẩm cho bé gái nhà em là sinh năm cuối năm 2011. Lúc đấy cháu mới cao là em đo là 1m53. Đó, thì khi mà em học rồi thì em mới chia sẻ với ông xã là như thế, thì ông xã thì cũng rất là tin tưởng về cái kiến thức của mình, tại vì mình rất là khó tính. Thì mình đã học tập và mình đã có những cái kiến thức nhất định của Midu. Thế là em mua về và em cho cháu uống theo cái phác đồ của bác sĩ, là một ngày cháu uống 4 ống. Thì thực sự là bé nhà em lại rất hợp tác. Đó, tại vì chắc là cháu cũng nhận định được cái chiều cao nó quan trọng như thế nào. Đó, thì khi mà cháu học cấp 2 như thế là em thấy cái trong lớp của cháu á, là cháu thuộc cái tầng thấp thứ hai của lớp rồi, gần như là cuối cùng rồi á. Thế là cháu rất là hợp tác, thì đúng là rất là mừng. Thì
trong quá trình mình uống nha anh chị. Đúng là một tháng mình không không thấy có triển triển vọng phát triển gì đâu. 2 tháng mình cảm giác là mình cũng không thấy, nhưng mà sau đến đến tháng 5 năm 2024 là lúc đấy là cháu uống được là gần 6 tháng thì em mới đo, tại vì lúc đấy là thấy cao rồi thì bắt đầu đo. Ôi trời ơi, anh chị có biết không ạ, cháu lên được 1m59, gần là gần 1m6 rồi đấy, bây giờ là gần là cao hơn em rồi. Thế là lúc đấy là cảm giác là lúc đấy là mừng quá, thế là bắt đầu mới nhắn tin cho bạn Lương á, rồi là ôi chị mừng quá, không ngờ là sản phẩm bên mình nó lại giá trị như vậy. Thế là bác sĩ thì với lại mấy chị thì cũng có tư vấn là thế, thì ở trong quá trình cháu đã đạt cái định mức như vậy thì em có mừng không, thì thực tế là mình nói là thực sự là em rất là biết ơn. Nếu như mà em không vào Dopi thì đúng là thực sự em không được biết cái mà kiến thức về phát triển chiều cao và cái sản phẩm cực tốt của Midu như vậy, tại vì nó có cái tác dụng chuyển hóa, nó chuyển hóa canxi và vitamin K đến đúng cái vị trí của xương và răng, đó là cái điểm mà thực sự là rất là ưu việt. Và những cái sản phẩm em thực sự là những cái sản phẩm mua bên ngoài, chưa có sản phẩm nào mà em cảm giác nó được tốt như Midu. Thế là bắt đầu cháu nó có cái chiều cao rõ rệt, khi đó thì bắt đầu em lại bán được sản phẩm. Tại vì sao? Tại vì mọi người thi nhau hỏi, ủa sao tự dưng đợt này thấy bố nhà em tên là Ngọc, Ngọc lớn vậy, Ngọc cao, sắp cao hơn mẹ, rồi sao mà lớn vậy, rồi sao mà cho uống cái gì vậy. Thì lúc đấy thì từ từ cái đấy thì mình lại có câu chuyện, thế là mình chia sẻ là thực tế ra thì đúng là trước giờ các bạn, tại vì con của các bạn làm cũng ở gần em cũng có, mà xa em cũng có, thì khi mà con em mà có cảm giác là con em thấp á, thì em cũng có hỏi, thì hầu như con các bạn ấy đều cao hơn con em. Lúc đấy là có bạn là 1m58 rồi đấy, có bạn cũng 1m56. Thì khi mà thấy Ngọc cao hơn tất cả các bạn thì bắt đầu mới hỏi cái sản phẩm gì, thì em chia sẻ sản phẩm Midu. Thế là mọi người cũng ủng hộ, rồi cũng có những cái kết quả rất là đáng đáng mừng. Thì trong quá trình mà cháu sử dụng ấy thì em thấy là rất là có ích, là mình được kiến thức là nên vận động và nên ngủ trước 10 giờ. Thì thực tế là cái giờ ngủ trước của bé thì đúng là quá trình học của cháu thì nó khá nhiều bài, thế nên nó cũng không không ngủ trước được mấy, nhưng mà cái tập nhảy dây của Midu rất là hay đó, thế nên là nó hỗ trợ vấn đề đấy. Là em thấy là cái sản phẩm thực sự rất là biết ơn, tại vì nó quá là tốt, nó đem lại cho phụ huynh như là người mẹ hay là những bậc phụ huynh cũng như là các em thấy có một cái niềm tự tin nhất định về chiều cao. Đó là cái câu chuyện chân thực của em chia sẻ. Thì không những em thấy như thế này, Midu thực sự là không phải là nói quá, nhưng mà Midu thực sự là rất là tốt về cái vấn đề xương khớp, tại vì em cũng tham gia lớp aerobic, thế nên là cũng có một số chị là hay bị đau lưng, có những chị mà đau lưng cảm giác là nó rụng rụng cái đốt sống ra ấy. Thì em mới bảo là khi mà em cho cháu uống là em cũng uống trước, thì em bảo là đúng là Midu, em không không phải là quảng cáo đâu, mà sự thực là em đã dùng. Thì em sử dụng đúng 2 tuần thì cái hiện tượng đau lưng của em là nó không còn nữa. Thế là có một cái chị mà chị đấy là giảng giảng viên của Midu, em nhầm, giảng viên của aerobic luôn, thì chị ấy mới lấy 3 hộp, thì chị bảo ồ em ơi nó tốt thật á, chị uống hết đúng 1 hộp là cái hiện tượng đau lưng của chị không còn. Thế là chị ấy lại mua cho các bạn, với lại giới thiệu cho các mẹ mà có con phát triển chiều cao á, nên là em thấy là cái sản phẩm của Midu thực sự nó rất nhân văn. Thế nên là cái tâm lý chung của phụ huynh thì ai cũng muốn con mình cao, nhưng mà cái người mà lan tỏa sản phẩm như em cũng như các chị thì mình lan tỏa với lại một cái tâm thế là đúng sự thật, nó có như thế nào thì mình nói thế, mình không có làm quá. Thế nên là khi mà người ta nhìn thấy cái kết quả của mình rồi á, thì lúc đó cái việc mà tiếp cận giới thiệu sản phẩm Bidu đến thị trường đến mọi người, em thực sự là nó rất là vui. Em cảm giác là như là mình giúp đỡ được các bé, sau này các bé lớn mà ở tuổi trưởng thành ấy thì các bé thấy cái chiều cao của mình nó vượt trội so với các bạn, hoặc là nó cũng đồng lứa với các bạn, thì các bé nó đỡ được cái tự ti đi rất nhiều, và nó sẽ có rất rất là nhiều giá trị trong cái công việc cũng như đời sống của các bé. Dạ vâng, thì một lần nữa là em cũng xin phải cảm ơn Thành gian hàng Midu Menaki7. Em cảm ơn ban lãnh đạo cũng như là cảm ơn MC Thanh Thanh Mai. Cảm ơn buổi xuân ngày hôm nay, cảm ơn anh chị đã lắng nghe sự chia sẻ của em. Em xin hết ạ. Em Dạ xin vâng. nhường mic cho Thanh Mai.
Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn chị, cảm ơn một câu chuyện rất là tuyệt vời từ chị ạ. À, các anh chị ở nhà mình hãy thả bông, thả tim dành cho chị Kiều Trinh nhà mình được không ạ? Dạ vâng, à, chị Thế ơi, chị đã có ở trong Zoom chưa ạ? Nghỉ ngay sau đây thì em xin mời câu chuyện của chị Thế ạ. Chị ơi, mình hãy giơ tay để admin có thể là bật mic cho mình chị Thế nhá. Dạ rồi em bật mất người rồi. Vâng, chị ạ. Em xin chào em xin Kiều Trinh ạ. Em xin chào em xin Thanh Mai ạ. Và chào tất cả 95 anh chị em có mặt trong buổi Zoom của mình hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu một chút ạ. Em là Thế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại sinh sống tại Thái Nguyên ạ. Thì hiện tại là em có người đang không nghe được gì ạ. Mọi người có nghe tiếng mic của em không ạ? Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? À có ạ. Dạ vâng. Thì em xin tự giới thiệu một chút. Em hiện tại thì đang cũng là mẹ bỉm của hai bé, một bé 5 tuổi và một bé gần 2 tuổi ạ. Thì đầu tiên khi mà em vào kinh doanh ở Dropy ấy, thì em cũng chọn cái line hàng mẹ các sản phẩm mà mẹ mẹ và bé, vì là lúc đấy là cũng lợi thế là đang nuôi con nhỏ. Thế là và cái vấn đề của em lúc đấy là em đang gặp khi mà em mới sinh bé xong ấy, thì ở trong cái thời gian em mang bầu ấy, thì là lúc đấy em cũng chưa biết đến Dropy và cũng không biết đến sản phẩm Bidu. Đấy thì em đang bị đấy là em bị cái tình trạng mà bị tê chuột rút ấy ạ. Nửa đêm chuột rút và gần sinh thì em đi khám là em bị thiếu canxi. Thì lúc đấy mới biết là xét nghiệm canxi máu thôi. Đấy, nhưng mà lúc đấy thì chưa biết đến Midu và em được mọi người hướng dẫn là sử dụng cái canxi combine ạ, canxi cũng là canxi hữu cơ. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn bị cái tình trạng chuột rút như vậy. Sau khi sinh thì nó bị em cảm giác là nó bị nặng hơn và nó em bế bé chỉ một lúc thôi là nó bị tê hết cái bên khu vực chân tay bên trái của em một bên người. Thế là khi mà lúc đấy được tầm 2 tháng thì em bị đến Dropy và qua một mẹ cũng học cái chương trình nuôi dạy con giống em, bạn ấy chia sẻ cho em về Dropy và cho vào đấy thì em tìm hiểu luôn cái sản phẩm nào là liên quan đến mẹ bé, không có liên quan đến canxi để mình bổ sung không ấy. Thì em đã dùng luôn thử đầu tiên này, em cũng không phải là dùng cái dạng viên chất là dạng 360 mà em dùng cái 180 ạ. Đấy thì sau khi dùng cái hết một hộp đấy là em đã thấy rất là đỡ rồi, trong trong chỉ tầm khoảng 1 đến 2 tuần đầu ấy là nó đã hết cái triệu chứng mà bị tê ấy. Và khi mà em dùng hết một hộp đấy thì em chuyển qua cái dạng dạng viên và em duy trì hết đến khi cho bé tức là khi cai sữa bé luôn ạ. Và không rất là lâu rồi em không bị cái tình trạng tê chân tay nữa. Đấy là cái trải nghiệm đầu tiên của em. Còn liên quan đến cái loại sản phẩm mà Midu 180 ấy, thì là em cũng lúc đấy là cũng bắt đầu là sau khi mà mình thấy có tác dụng gọi là thấy hiệu quả ấy ạ, thì em đã tìm hiểu và học cái chương trình chuyên gia phát triển chiều cao của Midu và áp dụng luôn là đầu tiên là cho con gái của mình ạ. Là con gái em là bé đầu tiên, lúc đấy là bé đang 4 tuổi và làm phác đồ thì bé đang bị dưới chuẩn độ 1, thiếu mất 3-4 cm rồi đấy. Nhưng sau đó thì khi mà sử dụng đầu tiên thì ta chưa thấy rõ đâu ạ. Nhưng mà sau em theo dõi thì đến uống hết hai hai liệu trình, mỗi liệu trình 3 tháng ấy, 6 tháng thì con tăng được 8 cm ạ. Và như cái độ tuổi bình thường của con ấy, thì cái tầm tuổi tăng trưởng như thế thì như em tìm hiểu nó cũng chỉ tăng được tầm 6 cm thôi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà con mình tăng được thêm 2 cm so với cái tốc độ tăng trưởng bình thường ấy là em đã thấy quá là tuyệt vời rồi. Và đồng thời nữa thì từ cái lúc mà em dùng cho con thì em cũng dùng cho em trai của em. À, bởi vì em rất là lo lắng mà kiểu như là nhà em thì em cũng rất là thấp bé ấy. Em chỉ được 1m50 thôi. À, mẹ em cũng chỉ được 1m49 thôi. Thế là em trai em đi học nó rất kiểu cảm giác nó rất là còi so với các bạn ấy. Thì năm ngoái là bạn ấy đã hơn 11 tuổi rồi thì em cũng biết là cái giai đoạn cuối khi mà em học thì em cũng biết nó là cái giai đoạn cuối của cái thời gian mà mình có thể tăng tăng độ gọi là phát triển chiều cao một cách vượt trội ấy. Thì cũng chia sẻ với mẹ đẻ của em ấy, để dùng cho em trai em.
thì khi mà em trai em dùng từ tháng ngoái đến đến tháng 3 năm vừa rồi. Nếu mà mình so từng tháng một thì thực tế nó cũng không nhỉnh như nhiều, nhưng khi mà mình so cả một xin lỗi mọi người nhé, em đang có con nhỏ nên nó hơi ồn. Nhưng mà mình so cả một cái năm tăng trưởng ấy, thì là năm vừa rồi này em trai em từ tháng 3 năm trước đến tháng 3 năm nay ấy, là em trai em tăng được lên 13 cm ạ. 13 cm ạ. Và đến đến là tháng 3, xong là đến tháng 5 vừa rồi mẹ em bảo là em trai em đã được 1m55 rồi, và tháng 3 năm trước này là được mới được 1m41 thôi. Và ngày xưa đi học thì nhìn so với các bạn ấy gọi là gần thấp bé nhất lớp luôn, nhưng mà đợt đợt này đi tập thiếu niên ấy thì đang có tập thiếu niên hè ấy, thì là đứng với các bạn là đã những cái bạn ngày xưa cao hơn rất là nhiều thì bây giờ đã đứng bằng các bạn rồi. Và đấy là cái những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của em, và em thấy rất là yêu Miru. Và cũng lan tỏa ngoài ra, ngoài cho dùng cho em thì các cháu rồi là em cũng hay chia sẻ trên Facebook ấy, thì là các bạn đại học rồi các bạn cấp 3 của em cũng có con nhỏ tầm đấy ấy, thì cũng nhiều người cũng chủ động inbox và mình tư vấn thì mọi người cũng có áp dụng cho con của mọi người ấy. Và có bé thì thực tế thì cũng có bé thích và cũng có bé không, nhưng mà mình cũng đồng hành cùng các ba mẹ và hỗ trợ mọi người cái tâm lý là để cho các bạn ấy quen dần các cái vị của Bidu á. Thì nói chung là em thấy mấy cái bạn mà em đang hỗ trợ thì con cũng khá là hợp tác. Sau khi một thời gian là không quen vị thì bây giờ các bạn cũng chủ động uống rồi, và đấy là một số cái trải nghiệm của em đến đến bên Bidu ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Dạ vâng ạ. Một câu chuyện rất là tuyệt vời đến từ các chị nhà mình đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng thả thật nhiều bông, thật nhiều tim để chúc mừng cho các anh chị chuyên gia xuất sắc nhà mình ạ. Vâng, em xin chúc cho các bé sẽ luôn giữ vững được phong độ này. Vâng, anh chị có muốn bản thân của mình cũng sẽ giúp được nhiều em bé và có được những kết quả tuyệt vời như vậy không ạ? Vậy thì không để anh chị phải chờ lâu nữa. Bao nhiêu trong số anh chị đã sẵn sàng cho buổi đào tạo ngày hôm nay? Hãy gõ vào khung chat chữ Midu ạ. Vâng, anh chị ơi, anh chị hãy gõ vào khung chat chữ Midu để cho thấy là các anh chị đã sẵn sàng và lớp chúng ta rất là năng lượng được không ạ? Dạ vâng, em thấy là các anh chị đã rất là sẵn sàng cho buổi huấn luyện này rồi ạ. Anh chị có biết hôm nay ai sẽ trực tiếp đào tạo cho chúng ta trong lớp ứng dụng ngày hôm nay không ạ? Anh chị hãy chat vào trong phần khung chat đoán thử xem hôm nay sẽ là ai là người đào tạo cho chúng ta được không ạ? Dạ vâng, em thấy là có các anh chị nhà mình đã đoán đúng rồi đây ạ. Vâng, em xin sau đây em xin mời anh Dược sĩ Tiến Nguyễn Mạnh Tiến, giám đốc đào tạo công ty Midu Mina Q7 sẽ dành tặng cho các anh chị buổi ứng dụng ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng, rất là tuyệt vời khi mà vẫn có những anh chị có lẽ là tham gia những cái buổi Zoom trước của CEO Nguyễn Xuân Hợp và vẫn nhớ được là cái thông điệp truyền thông của sếp lấy ra làm ví dụ cho em đúng không ạ? Vâng, em rất là cảm ơn ạ. Vâng, thì ở đây thì có lẽ là không phải tất cả các anh chị đều đã từng nghe em Tiến chia sẻ ở một số buổi Zoom của nhà Midu, nên là em xin được phép giới thiệu qua một chút về bản thân để các anh chị có thể biết được là ai đang trao đổi cùng với các anh chị. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mạnh Tiến, là dược sĩ K64 của trường Đại học Dược Hà Nội. Vâng, thì cũng không biết là ở đây có anh chị nào cũng là dược sĩ thì có thể comment số 1 cho em biết mình là đồng môn đồng đồng nghiệp. Vâng, có anh chị nào ở kinh doanh ở lĩnh vực khác thì mình có thể comment số 0 ạ. Dạ vâng. Và có anh chị nào là dược sĩ kể là dược sĩ trung cấp, dược sĩ đại học hay dược sĩ cao đẳng, vâng, mình vẫn có thể comment ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, thì có lẽ là hơi buổi Zoom ngày hôm nay thì có thể hơi đơn độc một chút. Vâng, thì là thật ra là dược sĩ như bọn em thì có hơi đặc thù. Tuy là dược sĩ ra trường nhưng em lại có 10 năm làm trong lĩnh vực là dược marketing dược phẩm, chứ không thuần túy chỉ là vấn đề về chuyên môn. Cũng là một vị trí cũng đặc biệt. Và thật ra khi mà tham gia vào môi trường của Midu thì em Tiến cũng thấu triệt được rất là nhiều nội dung, và có những bản thân em cũng nhận ra được rất nhiều những cái giá trị
và cũng vô cùng đặc biệt, và em tin chắc rằng là rất nhiều anh chị ở đây khi mà tham gia là đối tác của Midu cảm nhận được cái điều đó. Và để tiết kiệm thời gian của anh chị thì em xin được phép đi trực tiếp vào bài chia sẻ của ngày hôm nay. Vâng, các anh chị đã nhìn thấy slide của em chưa ạ? Vâng, mọi người nhìn thấy slide của em rồi thì có thể comment giúp em số 1 vào trong ô chat. Nếu mà mọi người chưa nhìn thấy thì có thể comment giúp em số 0 ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, mọi người đã nhìn thấy được slide của em rồi đúng không ạ? Vâng, thì em xin được phép đi vào cái phần trình bày của mình. Thì có lẽ là buổi ở phía đầu của mà cái buổi Zoom ngày hôm nay thì các anh chị cũng đã nắm sơ qua được cái phần về kiến thức và tư duy gốc rễ, chính là cái nền tảng đào tạo của Midu. Thì nếu anh chị nào mà mình lỡ bỏ qua cái phần đó thì có thể sẽ xin là admin, xin là nhờ admin có thể gửi những cái link video đó ở trong các nhóm hỗ trợ Zalo, hoặc là gửi trực tiếp trên Zoom để các anh chị có thể nắm được cái phần này. Vì em xin được phép là không nhắc đến phần này để cho chúng ta có thể tiết kiệm cái thời gian, tăng cường cái thời gian chúng ta trao đổi sâu hơn ở các cái hạng mục khác. Vâng. Thì một cái điều mà các anh chị có thể đã biết hoặc là chưa biết thì Midu có một cái sứ mệnh rất là lớn đúng không ạ? Vâng, đó chính là gì ạ? Nâng cao tầm vóc của trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới một cách vượt trội và bền vững thông qua cái việc nghiên cứu và cung cấp các giải pháp tăng chiều cao khoa học và an toàn. Vâng, thì thông qua ngay chính bản thân cái phần chia sẻ trước đó của chị Kiều Trinh hay là của chị Thế, thì các anh chị hoàn toàn có thể đã cảm nhận được cái phần nào một cái sự gia tăng tầm vóc của những bạn trẻ ngay trong chính những khách gọi là khách hàng, hoặc là những cái chính những cái trải nghiệm của các anh chị đúng không ạ? Vâng, ở đây thì không biết những anh chị nào đã được trực tiếp cảm nhận được cái kết quả, cảm nhận rõ nét cái hiệu quả tác dụng của sản phẩm lên cái chiều cao của chính con em mình, thì hãy comment số 1 giúp em, comment số 0 nếu như mà mình đang chưa có một cái trải nghiệm rõ rệt, mình cũng đang chờ đợi trong cái thời gian mình đang sử dụng sản phẩm chẳng hạn, thế có thể comment số 0 ạ. Vâng, thì lúc này tại sao cái sứ mệnh nó lại vô cùng quan trọng đến thế ạ? Vâng, thì ở đây khi chúng ta có một sứ mệnh, nếu với đối với những cái công ty thông thường ở trên thị trường nhá, vâng, thì đôi khi cái phần sứ mệnh này gần như là một cách là qua loa và cho có, thì không ạ. Đối với nhà Midu thì đây là một sứ mệnh hết sức là cao cả và một sứ mệnh rất lớn, và để làm được sứ mệnh đó thì rõ ràng là cần một cái sự hiệp đồng đến từ rất nhiều, từ nhân sự, ban lãnh đạo cho đến chính các anh chị, các anh chị ạ. Vâng, vì sao ạ? Vì ở ngoài kia chính các anh chị đang cũng chính là những người đang thực sự thông qua chương trình đào tạo của Midu mà đã có thể đã nâng cao được tầm vóc của trẻ em Việt Nam, chính trẻ con em mình, vâng ạ, chính là trong cái độ tuổi lứa khách hàng mục tiêu đấy ạ. Vâng ạ, thì ở Midu chúng em ấy ạ, vâng, thì có một cái văn hóa, đó chính là văn hóa trà chiều, và thông thường thì đối với những cái bạn nhân sự mới khi mà tham gia môi trường của Midu thì cũng sẽ có nguyên một khoảng thời gian trong cái tháng thử việc, thì thậm chí là phía công ty không yêu cầu các bạn quá nhiều về câu chuyện là các bạn phải nắm bắt thông tin hay nắm bắt quá nhiều những cái công việc cần phải làm, mà các bạn cần phải thấu triệt và nắm thật là rõ cái sứ mệnh này. Và tại sao lại như vậy thì sẽ giúp chúng ta là gì ạ? Khi chúng ta đã có sứ mệnh rồi thì cứ chúng ta cứ một đường một đích mà đi, và chúng ta bám sát vào cái sứ mệnh này thì chúng ta sẽ cảm thấy cái công việc của chúng ta cũng sẽ thực sự là ý nghĩa và đem lại một cái giá trị rất là to lớn. Và đồng thời khi mà có sứ mệnh rồi các anh chị ạ, thì mình làm việc gì mình cũng trở nên cảm thấy rất là dễ dàng. Vì sao ạ? Ngay trong cái phần sứ mệnh này chúng ta đã biết được chúng ta cần phải làm gì và phương pháp thực hiện nó, là mục tiêu và phương pháp thực hiện nó như thế nào, đúng không ạ? Là gì ạ? Mục tiêu là gì? Là nâng cao tầm vóc của trẻ em Việt Nam và trên toàn thế giới. Và phương pháp là gì ạ? Vâng, là nghiên cứu, là cung cấp các giải pháp tăng chiều cao khoa học và an toàn. Thì đây là một trong những sứ mệnh có thể nói là giúp truyền tải cái thông điệp thực sự của nhà Midu đến cho các anh chị, và rất là hy vọng sau buổi ngày hôm nay và sau rất nhiều các cái buổi đào tạo chuyên sâu khác, anh chị có thể nắm được cái sứ mệnh này. Vì sao ạ? Vì chúng ta thực sự đã là một người một nhà khi mà các anh chị đang ở trong phòng Zoom này ngày hôm nay. Vâng. Tiếp đến một cái phần cũng hết sức quan trọng, đó chính là tầm nhìn các anh chị ạ. Vâng. Thì đối với Midu thì có một cái tầm nhìn, đó chính là gì ạ? Là trở thành một trong những cái công ty
toàn cầu và có trên thị trường trên 10 quốc gia hay là niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, đồng thời cũng là tiên phong xác lập cái ngành chiều cao trên Việt Nam, trên bản đồ thế giới luôn các anh chị ạ. Vâng, và sẽ giúp phát triển cái hệ thống 700 trung tâm phát triển chiều cao hay là 10.000 điểm chiều cao trên toàn quốc. Thì đây là một trong những cái tầm nhìn mà giúp cho toàn bộ đội ngũ của Midu, cũng như là rất mong muốn các anh chị cùng với cái tầm nhìn đó có thể đạt được và đem lại cái giá trị cực kỳ lớn cho xã hội. Vì sao ạ? Vâng, vì chiều cao vẫn luôn luôn là một trong những cái trăn trở, và có lẽ là một Tiến không xin xin phép không được dùng đến từ vấn nạn, nhưng mà thực sự là một nỗi đau đáu mà bất cứ một người dân Việt Nam nào mà Tiến chỉ chắc rằng là cũng có một cái nỗi lo ngại về cái chiều cao của con em mình. Và tiếp đến là cái giá trị cốt lõi của nhà Midu, đó chính là gì ạ? Là chuyên gia, là trung trực, là tiên phong. Vâng, chuyên gia thì có lẽ là khá là dễ hiểu với các anh chị rồi đúng không ạ? Vâng, ngay bản thân ở trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì các anh chị cũng đã biết là nó thuộc một cái chương trình gì của nhà Midu ạ? Vâng, chính là chương trình đào tạo chuyên gia phát triển chiều cao đúng không ạ? Vâng, là một trong những cái giá trị mà cũng phải chia sẻ thật với các chị là trong 10 năm đi làm về marketing dược phẩm, và marketing dược phẩm nói riêng và dược phẩm nói chung nhé. Vâng, thì Tiến thực sự là chưa thấy ở một môi trường nào mà có một cái môi trường đào tạo nó sâu sắc và nó truyền tải được nhiều đến thế dành cho các anh chị bản thân, không chỉ dừng lại là ở phía là đại lý kinh doanh đâu anh chị ạ, mà kể cả là đối với người tiêu dùng. Thì đây là một trong những cái giá trị mà Tiến nghĩ rằng là sẽ giúp cho Midu và những anh chị mà đồng hành cùng nhà Midu sẽ phát triển trong thời gian tới rất là nhiều. Rồi tiếp đến ạ, vâng, tiên phong như những cái phần chia sẻ trước của Tiến thì rõ ràng nhà Midu đang tiên phong rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, tiên phong xác lập về ngành chiều cao này, tiên phong ứng dụng vitamin K2 chuẩn khoa học. Vâng, tại sao lại Tiến lại phải nhấn mạnh vào cái từ chuẩn khoa học? Vì ở ngoài kia các anh chị thấy có nhiều sản phẩm có chứa K2, có chứa D3 hay chứa canxi không ạ? Vâng, anh chị nào mà biết ít nhất là 5 đến 10 sản phẩm thì có thể comment số 1 ở trong ô chat. Anh chị nào biết ít hơn thì có thể comment số 0. Vâng, để cho Tiến biết được là các anh chị vẫn đang tương tác với trong cái buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Thì ở ngoài kia thực tế bản thân ngay như Tiến trước có tham gia là làm ở một môi trường agency của marketing, thì thực sự nói với các anh chị là ở ngoài kia nếu như các anh chị có thể ra như là Kid Plaza hay một số các cái hệ thống mẹ bé khác thì những cái sản phẩm của chứa K2 thực sự rất là nhiều. Nhưng tại sao phải nhấn mạnh là nhà Midu, các dòng sản phẩm của Midu Mena Q7 lại là tiên phong trong việc áp dụng K2 chuẩn khoa học là vì sao ạ? Là một trong số ít đến thời điểm hiện tại, thực sự là Tiến, như Tiến biết thì đang là duy nhất đấy ạ, là trên thị trường là nhà Midu đang áp dụng đúng cái hàm lượng K2 Mena Q7 đúng theo với cái nghiên cứu lâm sàng các anh chị ạ. Một điều các anh chị cũng sẽ ngạc nhiên nếu mà như mình không, tôi thấy có những cái sản phẩm có K2 mà. Vâng, có thôi ạ. Vâng, đầu tiên khẳng định với anh chị chỉ là có thôi, dừng lại ở có thôi là một. Thứ hai là đôi khi họ vì một vài lý do liên quan đến vấn đề về kinh doanh, họ đã đánh có hơi chút đánh tráo khái niệm về câu chuyện là họ sử dụng K2 nhưng không phải là Mena Q7, nhưng họ vẫn sử dụng những cái bằng chứng, những cái hiệu quả của Mena Q7 để nói về vitamin K2 bên trong cái sản phẩm của họ. Vâng, vì sao ạ? Bởi vì nếu như ở trong các cái buổi về khai mở hay buổi tốt nghiệp, các anh chị có một cái lượng hàm lượng kiến thức rất là lớn thì các anh chị có thể quên, nhưng mà mình sẽ học đi học lại nhiều lần đúng không ạ? Vâng, để chúng ta trở thành chuyên gia mà. Vâng, thì đâu đó chúng ta sẽ có thể ấn tượng và nhớ được rằng là thực tế thì K2 có rất nhiều loại K2 khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà MK7 thì là rất đặc biệt, và đặc biệt là Mena Q7 là đã được chứng minh nghiên cứu lâm sàng thì không có nhiều, và trên thị trường thì không có sản phẩm nào mà có thể áp dụng một cách chuẩn khoa học như nhà Midu đâu ạ. Vâng, thì cái này thì có thể khẳng định với các anh chị. Và chính lúc này thì đó là một cái sự khác biệt, và cũng chính là lý do mà minh chứng cho tại sao các anh chị có thể thấy ở nhà Midu không thiếu những trường hợp, có thể nói là rất rất nhiều. Vâng, các anh chị cảm nhận được rất là rõ nét cái hiệu quả của sản phẩm trong, không phải là đương nhiên là ngày một ngày hai là điều không tưởng đúng không ạ? Vâng, cái gì cũng cần có một thời gian, có một lộ trình,
chúng ta cần phải theo sát đúng không ạ? Vâng, rất là thấu triệt trong chương trình đào tạo rồi. Nhưng qua 6 tháng, qua 3 tháng, qua 6 tháng, qua 1 năm thì anh chị có thể cảm nhận được rất rõ nét cái công dụng của sản phẩm. Thì đó chính là những cái giá trị tiên phong mà nhà Midu đem lại. Vâng, trung trực ở đây là gì ạ? Vâng, trung trực ở đây chính là trung thực và chính trực đấy ạ. Vâng, chúng ta sẽ là có sao thì là nói vậy và nói đúng, nói chuẩn. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta thấu triệt về kiến thức liên quan đến chiều cao, các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao. Giống như là hai chị có chia sẻ thì em thấy các chị đều đang nắm kiến thức, chúng ta đang nắm kiến thức rất là chắc đúng không ạ? Vâng. Nào thì 23% chỉ ảnh hưởng bởi gen thôi, hay những cái vấn đề liên quan đến canxi lắng đọng, tác hại của canxi lắng đọng của chúng ta cần phải thẳng thắn trao đổi và chúng ta tự tin với những gì mà mình đã nắm rất là rõ đúng không ạ? Vâng. Thì lúc này ạ, các anh chị chúng ta sẽ khi chúng ta đã có cái giá trị cốt lõi rồi, chúng ta sẽ càng tự tin để chúng ta có thể hành cái nghề chiều cao này một cách gọi là trơn tru, bài bản. Vâng, và chúng ta sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến câu chuyện là chúng ta vẫn còn chưa thông suốt, chưa thấu tỏ, thì chúng ta lại tiếp tục sẽ cố gắng, chúng ta sẽ tham gia những cái buổi liên quan đến đào tạo chuyên gia chiều cao để chúng ta có thể thấu triệt và nắm thật là vững. Vì lúc này thì khi mà chúng ta đã có cái một cái phần chia sẻ mà em Tiến đã từng chia sẻ đó, vâng, khi chúng ta đã có một cái tâm thế của một chuyên gia chiều cao rồi thì chúng ta sẽ làm nghề bài bản và tạo ra một cái giá trị nó bền vững, các anh chị nhé. Vâng, tiếp đến là một cái phần liên quan đến đạo lý kinh doanh. Thì lúc này đầu tiên, cái ý đầu tiên, vâng, đó chính là bán đúng giá. Thì đây thực sự là có cũng phải chia sẻ hết sức với các anh chị thẳng thắn là ở đây cũng có ghi nhận những cái phản hồi liên quan đến cái câu chuyện là bán phá giá hay là bán sai giá của nhà Midu ghi nhận được. Thì các chị đầu tiên phải khẳng định với anh chị là nhà Midu và cùng với Dropy đã làm hết sức chặt chẽ để có thể kiểm soát và xử lý những cái tình trạng mà bán phá giá như thế này. Vâng, vì sao ạ? Bởi vì thực sự chúng ta xứng đáng hưởng được cái lợi nhuận một cách tối đa từ những cái sản phẩm chất lượng mà chúng ta đã trao cho cộng đồng. Đó là điều mà nhà Midu luôn luôn tâm niệm. Vì sao ạ? Bởi vì các anh chị hình dung ạ, vâng, khi có lẽ là CEO Nguyễn Xuân Hợp đã từng trao đổi với các anh chị rất là nhiều, cái giá trị thực sự mà Midu trao trao giá trị hay chính bản thân các anh chị gián tiếp trao giá trị cho khách hàng, nó không chỉ dừng lại ở sản phẩm đâu ạ. Vâng, không chỉ dừng lại ở hiệu quả sản phẩm đâu ạ, mà đó còn là gì ạ? Đó còn là về kiến thức, về tư duy thay đổi, sự am hiểu về nghề chiều cao và cái tư duy thay đổi cho cha mẹ về việc nhận thức về chiều cao, thì đó mới là những cái giá trị cộng thêm, cái giá trị gia tăng để các anh chị làm cho mình khác biệt với những cái người mà đang bán phá giá ngoài kia. Thực sự là như CEO Nguyễn Xuân Hợp có chia sẻ thì những người bán phá giá đang là những người như thế nào ạ? Vâng ạ. Họ như nào với các anh chị? Theo các anh chị là họ như nào ạ? Vâng. Thế họ không phải chỉ là dày vốn hay là có nhiều tiền để nhập hàng đâu anh chị ạ. Vâng, họ đang thực sự không tự tin về những cái giá trị họ có thể trao cho khách hàng, nên là họ chỉ biết bằng những cái thủ pháp liên quan đến kinh doanh đấy, rất là liên quan, rất là cơ bản thôi, chỉ là cạnh tranh về giá. Vâng, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục cạnh tranh về giá thì đó là chúng ta đang kéo nhau, cùng nhau đi xuống. Vâng, thì đó là những cái mà thực sự nếu là một chuyên gia đích thực thì chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì chúng ta biết rằng giá trị của chúng ta gửi trao cho khách hàng nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là anh uống 1 tháng hay anh uống 2 tháng, anh uống 3 tháng con nhận được kết quả này, cải thiện được điều kia, mà còn là một chuỗi giá trị, vâng, liên quan đến việc chăm sóc, liên quan đến việc thay đổi về cả tư duy, về vận động, về dinh dưỡng, về giấc ngủ, đúng không ạ? Vâng, tiếp đến là chúng ta sẽ chỉ nói sự thật thôi ạ. Vâng ạ. Tại sao ạ? Nói sự thật sẽ đem lại cái gì cho chúng ta? Điều đầu tiên ạ. Vâng, đầu tiên đó chính là niềm tin các anh chị ạ. Vâng. Ở đây không biết là có anh chị nào trước khi vào môi trường của trước khi bán Midu hay là trước khi vào môi trường của Dropy chúng ta bán hàng mà chúng ta bị mất uy tín không ạ? Vâng. Nếu có anh chị nào mình mất uy tín, mình có thể cứ comment số 1 để em thì có thể chia sẻ. Vâng. Nếu mà anh chị nào bình thường mình không bao giờ mình từ trước đến nay mình vẫn bán hàng rất là tốt, mình không sao cả, mình comment số 0. Vâng.
thì nói sự thật nó chính là một trong những cái đầu tiên, một cái nguyên lý và trong tư duy đấy ạ. Vâng, là giúp chúng ta xây dựng được cái niềm tin, và chúng ta chỉ chia sẻ trên cái gì ạ, trên những cái cơ sở khoa học và những cái chứng thực thực tế. Vâng, ở đây thì cũng ngay trong cái phần chia sẻ của chị Kiều Trinh hay chị thế, thì chúng ta thấy được rằng là một điểm chung của rất nhiều các chuyên gia của nhà Midu, chuyên gia chủ cao của nhà Midu khi triển khai đó là gì ạ? Các anh chị đều đều dùng trên bản thân mình này, rồi dùng trên con cái mình trước tiên. Vâng, đó là một dấu hiệu hết sức là tuyệt vời. Vì sao ạ? Vì các anh chị luôn luôn có một cái tâm thế, à tôi sẽ phải dùng thử, tôi sẽ phải tự mình kiểm chứng xem cái sản phẩm này có thực sự tốt hay không, đúng không ạ? Vâng, thì lúc này tôi cảm nhận về sản phẩm này, tôi cảm nhận xem là à nó có hiệu quả thực sự không, lúc đó tôi mới lan tỏa cái giá trị đó. Thì đây cũng là một cái điều hết sức là vui mừng, bởi vì đó chính là cái cách mà hiệu quả nhất, mà cách mà luôn luôn mà nhà Midu luôn khuyến khích anh chị ạ. Vì sao ạ? Thì khi chúng ta đã có trải nghiệm rồi đấy, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm của bản thân rồi, thì chúng ta chia sẻ nó sẽ càng thuyết phục hơn. Và rõ ràng ngay như kể cả phần chia sẻ của chị Kiều Trinh, thì có khi là gì ạ, khi mà mình dùng với các anh chị, mình còn chưa kịp lan tỏa cái giá trị đấy thì người khác cũng đã cảm nhận được rồi. Vì sao ạ? Rõ ràng ở đây khi mà chúng ta có con dùng, có em dùng đấy, thì vốn dĩ những cái trường hợp mà cần dùng đã có một chiều cao đang đang chưa phải là mức kỳ vọng và thấy cảm nhận được cái kết quả, thì rõ ràng cái sự vượt trội về chiều cao, một cách gia tăng, một cách thấy rõ các anh chị, thì người xung quanh cảm nhận rất là rõ nét. Vì sao ạ? Chúng ta nhìn con hàng ngày thôi, các anh chị có biết cái câu chuyện là ngụ ngôn đó không ạ? Vâng, đó là một vị vua mà nuôi con không lớn ấy. Vâng, thì một vị thần thì giải quyết rất đơn giản thôi, là không cho hoàng tử tiếp xúc với vị vua đấy trong vòng 1 năm, thì 1 năm sau thấy con cao lớn hơn hẳn. Nhưng thật ra thì cũng không quá cao lớn, nhưng mà vì 1 năm không nhìn thấy nên là đã cảm nhận rất rõ. Thì đây chúng ta không chỉ dừng ở đấy, mà chúng ta khi con cao lớn thật sự, thì cái người mà bình thường mình tiếp xúc với con hàng ngày mà mình còn cảm nhận được, thì cái người lâu lâu mới tiếp xúc với con mình ấy, thì họ cảm nhận rất là rõ nét. Thì chính vì vậy nên là khi mà mình dùng trên trên bản thân con cái của mình ấy, thì cái hiệu quả về cái sự cái hiệu quả của kết quả nó lan tỏa ra rất là rõ và cụ thể nha các anh chị nhá. Rồi ạ, chúng ta không dừng lại ở đó ạ. Vâng, chúng ta còn luôn luôn đào tạo khách hàng. Vâng, tại sao đây cũng là một trong những cái đặc sản, và như có chia sẻ thì kể từ khóa K53 chúng ta vừa qua, thì K54 thì sẽ có thêm một phần, đó chính là cái phần khai mở, thì sẽ cho các anh chị có thể mời các khách hàng của mình vào luôn các buổi khai mở này. Vâng, chỉ buổi khai mở cho các anh chị nhé, để làm sao ạ, để khách hàng có thể cũng thấu triệt luôn những cái kiến thức về tư duy về về chiều cao, để giúp cho các anh chị có thể trao đổi với khách hàng một cách nó dễ dàng hơn. Vì sao ạ? Khi mà được các chuyên gia chia sẻ, được các đội ngũ chuyên môn của nhà Midu trao đổi trực tiếp về chuyên môn rồi, thì khách hàng cũng đã có một cái nhìn rất là chi tiết và cụ thể về các vấn đề liên quan đến phát triển chiều cao. Thì lúc này cái việc luôn luôn đào tạo khách hàng đấy sẽ giúp cho khách hàng đã gọi là gì ạ, thông suốt về mặt tư duy, đúng không ạ? Vâng, và anh chị hãy lưu ý là gì ạ, mình sẽ không chốt sale khi mà khách hàng chưa hiểu. Vì sao ạ? Khi mà khách hàng chưa hiểu thì khách hàng đã có tâm thế để thay đổi chứ các anh chị, rõ ràng là chưa, đúng không ạ? Vâng, họ mua vì nể các anh chị, họ mua vì ôi con này nó nài mình quá, đều là những điều không tốt đâu các anh chị ạ. À, vâng, nó sẽ thành như là một cái sự gọi là sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra, nếu nếu như là ở cái tâm thế đó, họ sẽ nhận ra là họ họ bị hớ, họ chưa sẵn sàng. Thì lúc này chúng ta đừng vội chốt sale, chúng ta hãy luôn luôn đào tạo khách hàng, đến khi nào khách hàng thấu triệt được, đến khi nào khách hàng hiểu được thực sự cái động lực từ bên trong họ, họ phải hiểu được rằng là con cái của họ không còn nhiều thời gian nữa, họ phải hiểu được rằng là à con mình có lùn đi chăng nữa thì con mình vẫn có cơ hội cao, vì gen thì chiếm 23% thôi. Mình có thể thay đổi cho con về mặt vận động, về mặt dinh dưỡng, về mặt gì ạ, giấc ngủ, thì
con của mình vẫn có thể đạt được những chiều cao mà mình mong muốn, thì lúc đó cái tâm thế của khách hàng có rồi thì họ sẵn sàng và họ đón nhận cái giải pháp một cách tích cực nhất và một cách hiệu quả nhất các anh chị ạ. Vâng, ở đây thì có thể là chưa thấy có chị nào chia sẻ, nhưng mà trong những cái buổi chia sẻ khác thì có những anh chị cũng chia sẻ về việc là khách hàng mà muốn dùng thử thì mình cũng không đồng ý cho khách hàng dùng thử luôn, đúng không ạ? Không thử. Vâng, chiều cao của con, tương lai của con không phải là phép thử, đúng không ạ? Vâng, thì để phân tích thêm thì đấy, với cái tâm lý của người dùng thử như rất nhiều lần Tiến cũng đã chia sẻ rồi, thì với những cái người dùng thử thì có một điều thật là chéo ngoe thay, thì những cái người dùng, càng những người có tâm lý dùng thử thì một là tâm thế của họ cũng đã chưa có rồi, thứ hai là cái kỳ vọng của họ ấy, thực tế lại còn cao hơn cả những cái người mà họ đã thông suốt. Nếu như người đã thông suốt thì họ đã hiểu được rằng là à, mặc dù con mình không còn nhiều thời gian nhưng mình vẫn phải từng bước mình thay đổi cái chiều cao của con theo năm theo tháng, đúng không? Đúng ạ. Còn với những người mà tâm lý dùng thử thì ôi trời ơi, họ có khi họ mong muốn là uống một hộp con đã phải cao thêm 5 phân rồi, hay một tháng là con đã phải cao thêm 5 phân rồi, thì liệu có khả thi không anh chị? Rõ ràng là không, đúng không ạ? Vâng, thì đó chính là lý do tại sao chúng ta nhất quyết không bán cho những người mà có cái tâm thế là dùng thử. Đã dùng là phải dùng thật, dùng là phải dùng thấu triệt, và dùng là phải bám sát theo dõi, đúng không ạ? Vâng. Tiếp đến là gì ạ? Chúng ta sẽ luôn luôn coi khách hàng là người thân. Vâng, cái điều này thì có thể là rất nhiều anh chị ở đây thì mình nếu mà mình là đóng vai khách hàng đi, mình sẽ cảm nhận rất là rõ, đúng không ạ? Vì sao ạ? Khi mà mình cảm nhận được cái người bán hàng cho mình ấy mà luôn luôn coi mình như người thân ruột thịt là gì ạ? Là sẽ luôn luôn làm những điều tốt nhất cho người thân của mình và bảo vệ người thân của mình. Thì lúc này á thì các anh chị sẽ hình dung này, cái giá trị để khách hàng cảm nhận được ý, à nó có dừng lại ở giá không ạ, cái giá bán không ạ? Rõ ràng là không, đúng không ạ? Cái người bán giá thấp hơn thị trường này, rồi đạp giá này, thì đâu có, nó đâu có cái còn cái khoảng thời gian nào để họ còn có thể chăm sóc khách hàng để mà coi khách hàng là người thân nữa, đúng không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta khác biệt đó chính là những cái khác biệt như vậy. Vâng, thì lúc này ấy, cái việc mà luôn luôn coi khách hàng là người thân á, sẽ giúp cho các anh chị cũng có một cái vị thế rất là khác là trong mắt khách hàng. Và nó không chỉ dừng lại là một chuyên gia chiều cao đơn thuần nữa. Vâng, cũng phải chia sẻ ở đây thêm với các anh chị, đặc biệt là những anh chị nào là làm chuyên môn, ví dụ như là dược sĩ, hay là có một quầy thuốc, hay là một cửa hàng mẹ bé, thì rõ ràng cái điểm bán off của chúng ta ấy, điểm bán trực tiếp ấy ạ, vâng, thì yếu tố này nó càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì em Tiến là có nghiệp vụ về marketing dược phẩm, nên là em Tiến hay sẽ muốn lấy cái ví dụ về cái lĩnh vực này để các chị dễ hình dung. Vâng, cái câu chuyện về các chuỗi nhà thuốc như Long Châu, An Khang hay Pharma City đang vốn dĩ đang làm cho cái bối cảnh cái thị trường bán lẻ của ngành dược thay đổi rất là nhiều, và rõ ràng là các anh chị có thể thấy được là cái sự bùng nổ phát triển của chuỗi nhà thuốc, đúng không ạ, sẽ khiến cho những nhà thuốc nhỏ họ làm sao ạ, họ sẽ bị co cụm lại. Tuy nhiên ở trong cái bối cảnh đấy thì vẫn có rất nhiều nhà thuốc tư nhân ạ, vâng, phát triển. Vì sao ạ? Vâng, thì có một điểm cố hữu, một điểm yếu chết người của các chuỗi, đó chính là gì ạ? Cái lượng nhân sự của họ rất là lớn, và họ đào tạo một cách liên tục và đào tạo vì họ muốn nhân rộng, đúng không ạ? Nên cái cách đào tạo của họ bắt buộc phải là gì ạ? Phải là giống nhau. Nghĩa là gì ạ? Bạn bán ở cửa hàng Long Châu A thì phải giống bạn bán hàng ở Long Châu B, thì họ phải có một cái tiêu chuẩn để họ kiểm soát, đúng không ạ? Thì chính lúc này thì cái việc mà họ có thể nắm bắt được chính xác cái khách hàng ở khu vực đấy là điều không tưởng. Vì sao? Họ còn bị luân chuyển đi các chỗ khác, hay là họ chỉ bán hàng trong một thời gian ngắn rồi họ nghỉ. Thì chính lúc này những cái nhà thuốc mà họ có đội ngũ nhân sự, thứ nhất là còn phải có chuyên môn tốt, giống như chúng ta đang làm ở khách hàng đang học về chuyên gia đó, phát triển chỗ cao đấy ạ. Thì họ không chỉ dừng lại ở đấy, họ nắm bắt khách hàng lẻ tại khu vực của họ, tại khu vực nhà thuốc của họ ấy ạ, rất là kỹ. Và
gần như là họ có năng lực là nhớ từng vị khách lẻ một, nhớ cách rất là chi tiết. Cô này thích ăn cái gì, hay mua cái gì cho con, hay bị mắc bệnh này vào mùa này, rồi hay mua giờ tối, hay nhờ con trai tao mua hộ, hay là hay thế này thế kia. Thì chính vì cái sự mà lưu trữ cái thông tin về khách hàng một cách chi tiết đến thế đấy, một cách gọi là mang tính chất là gì ạ, cá nhân hóa đến từng khách hàng một, khiến cho khách hàng cảm nhận như họ như là có một người gì ạ, như có một người bác sĩ gia đình, một người bác sĩ của khu vực đấy ạ. Vâng, thì họ sẽ có khách hàng trung thành, và đó chính là một cái điểm chí cốt mà giúp cho những nhà thuốc tư nhân vẫn có thể sinh tồn song song với các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc lớn, các anh chị ạ. Vâng, thì hy vọng là các anh chị có thể áp dụng được cái điều này để giúp cho anh chị luôn luôn có những khách hàng trung thành, khách hàng gọi là gắn bó với các anh chị khi mà chúng ta đã coi khách hàng là người thân. Vâng, một phần tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đó là cách để anh chị xây dựng được cái mục tiêu bán hàng, và để cho anh chị có thể mường tượng rõ nét nhất về cái câu chuyện là làm thế nào để mình có thể đặt ra mục tiêu và đạt được cái mục tiêu đó. Thì mục tiêu bán hàng ở đây thì lấy cho anh chị một cái ví dụ rất là cụ thể thôi, đó chính là gì ạ? Vâng, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng làm sao để chúng ta có thể tạo ra được khách hàng là chúng ta sẽ chăm sóc 20 gia đình, và trong đó thì trung bình 20 gia đình sẽ có hai trẻ em và hai người lớn sử dụng Midun Menaquil. Thì ở đây một đây là một cái gọi là một cái mang tính chất là để các anh chị tham khảo thôi. Vâng, thì khi mà có hai trẻ em và hai người lớn ở trong gia đình mà sử dụng Midun Menaquil, thì ở đây ước chừng là đối với trẻ em, các bé thì thường sẽ uống khoảng 2 ống trên một ngày, thì một tháng sẽ đâu đó mỗi bé là hết 2 hộp đúng không ạ? Vâng, vì một một hộp là 30 ống mà đúng không ạ? Vâng ạ, thì ở đây chúng ta sẽ có hai bạn trẻ là sẽ là 4 hộp đấy. Người lớn thì sẽ uống Midu 360 90 viên ngày một viên thôi, thì đâu đó thì sẽ trung bình vào khoảng cứ hai người lớn thì một tháng hết đâu đó vào khoảng 2/3 hộp đúng không ạ? Vâng, thì đây nếu mà chúng ta có 20 khách hàng thì một tháng đấy, khi mà chúng ta đã xây dựng được khoảng 20 khách hàng rồi đều đặn đấy, thì chúng ta sẽ đâu đó có doanh số là 47 triệu, và tạo ra một cái lợi nhuận bán hàng là vào khoảng gần 14 triệu đúng không ạ? Vâng, thì lúc này là tại sao lại lấy con số 20? Thì các anh chị hình dung là đây là một trong những cái con số mà ngay bản thân đội ngũ chuyên gia của nhà Midu khi triển khai thì đây là cái con số mà khá là dễ để có thể đạt được, và chúng ta cũng có thể dễ dàng hình dung là cái mô hình ý ạ. Vâng, thì việc chăm sóc khoảng 20 gia đình là phù hợp với một chuyên gia chiều cao để có thể lan tỏa những cái giá trị, cũng như là mình có một cái vòng lặp liên quan đến việc chăm sóc khách hàng nó phù hợp nhất. Vâng, tiếp đến là cái mục tiêu về sự nghiệp. Thì các anh chị hãy tận dụng cái nền tảng đào tạo và lợi thế về sản phẩm này là rất là phổ thông, dễ bán và dễ dàng quay lại của Midu để có thể lên mentor. Vâng ạ. Thì chúng ta cần là gì ạ? Chúng ta cần phải chọn mục tiêu khách hàng này. Đấy, sau đó là mình đã chọn nghề. Nghề gì ạ? Vâng, anh chị có thể comment vào trong ngôi chat không? Vâng, chọn nghề gì đấy ạ? Vâng ạ. Chọn nghề gì nhỉ anh chị nhỉ? Vâng, đó là nghề chuyên gia chiều cao đấy anh chị. Vâng ạ. Và chúng ta sống được với nghề. Sau đó là chúng ta sẽ xây dựng được sự nghiệp với cái mục tiêu khách hàng đó. Vâng, thì sống được với nghề thì là dựa trên chính cái phần mục tiêu bán hàng mà vừa nãy Tiến có chia sẻ. Thì rõ ràng là khi mà xây dựng được khoảng 20 gia đình, đương nhiên chúng ta phải có lộ trình tăng dần đúng không ạ? Vâng, gia đình đầu tiên, 5 gia đình đầu tiên, 10 gia đình đầu tiên, và sẽ đến là 20 gia đình. Thì lúc này chúng ta dần dần chúng ta sẽ sống được với nghề, và chúng ta sẽ xây dựng được được cái sự nghiệp với cái mục tiêu khách hàng. Rồi ạ, tiếp đến là gì ạ? Chúng ta bán được. Đấy. Mình bán được này thì mình mới tuyển được. Đấy. Sau đó mình mới hỗ trợ cho người mới bán được và hỗ trợ cho người mới tuyển được. Thì nó chính là gì ạ? Chính là cái phần liên quan đến xây dựng
bốn hệ thống bán hàng. Mà đây chính là cái phần, một cái module liên quan đến bán hàng đẳng cấp mà CEO Nguyễn Xuân Hợp có đã xây dựng và thông qua e-learning, và các anh chị có thể nhắn cho admin hoặc là nhắn cho cái bạn phụ trách của mình để được hỗ trợ cái phần này. Ở đâu đó như thông tin thì là như đơn hàng trên 1 triệu thì sẽ tặng cái phần học cái bốn hệ thống bán hàng này. Đó là gì ạ? Đó là hệ thống giúp tạo ra khách hàng mới, hệ thống giúp khách hàng mua nhiều hơn, hệ thống giúp khách hàng quay trở lại, và hệ thống giúp khách hàng quay trở lại với khách hàng mới. Đúng không ạ? Vâng. Thì ở đây thì các anh chị hình dung ạ, bốn cái hệ thống này sẽ chính là tương xứng với cái việc mà chúng ta cần làm để có thể là gì ạ? Phát huy tối đa được cái hệ thống bán hàng giúp, tức là mình gây dựng ra được một cái sự nghiệp thực sự, sự nghiệp kinh doanh thực sự đấy các anh chị ạ. Vâng. Và ở đây thì ngay bản thân các anh chị ở trong phòng Zoom này cũng đã có những anh chị mà có những kết quả rất là tốt. Và hôm nay thì Tiến cũng xin được phép mời một số các anh chị chia sẻ cái phần kinh doanh của mình trong cái thời gian vừa qua, và là những cái giá trị mà sẽ là giúp cho các anh chị có thể chứng kiến những cái câu chuyện cụ thể, những câu chuyện rất là trực tiếp, để có thể là các anh chị sẽ hiểu hơn về câu chuyện là kinh doanh, và những cái câu chuyện là thực tế từ các anh chị sẽ từ từ các anh chị kinh doanh giống như mình đấy, thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Vâng, xin được phép mời chị Hà Giang ạ. Vâng ạ. Chào dược sĩ Tiến nhé, cùng tất cả anh chị em ở trong Zoom. Mọi người có nghe rõ Giang nói không ạ? Anh nghe rõ ràng là mọi người nghe rõ Giang nói cho Giang xin phím một đúng không ạ? Có mình cho Giang biết số 1 được không? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rất là vui vì hôm nay Giang được có mặt trong cái Zoom chia sẻ về cái hành trình kinh doanh Midu của Giang. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Giang được nghe dược sĩ Tiến chia sẻ về cái hệ thống cái ứng dụng về kinh doanh như thế này. Trước đây thì toàn nghe như thầy Hợp hoặc là nghe bác sĩ Hiên thôi. Đó. Cái câu chuyện của Giang ấy thì Giang xin giới thiệu là Giang tên đầy đủ là Hà Thị Giang. Giang đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh mọi người ạ. Và Giang cũng là xuất phát từ mẹ bỉm ba bé. Nên là đến với Midu thì là Giang cũng với một mong muốn và tất cả chung giống như các người mẹ ở đây đó chính là mong muốn cái chiều cao của con mình. Như lúc nãy em thấy có chia sẻ thì là Giang cũng cũng thấp lùn như vậy, cũng 1m52 thôi. Đó nên là không muốn để con của mình bị thấp như mẹ nên là trước khi vào Dropy là Giang cũng đã tìm cũng cũng động lực để vào Dropy là cũng là nhờ Midu. Đó. Thì đối với Giang thì Giang kinh doanh Dropy từ tháng 9 năm 2022. Thế nhưng mà để thực sự làm thì chắc tầm tháng 11 năm 2022 thì Giang mới thực sự làm, và xuyên suốt từ cái ngày Giang vào đến bây giờ thì Giang vẫn cái sản phẩm chủ lực của Giang cũng chính là Midu. Và như dược sĩ Tiến có vừa chia sẻ rằng là để nói về cái hệ thống kinh doanh của team Giang ấy thì là Midu cũng là chủ lực mọi người ạ, luôn luôn ở cái top thứ nhất và top thứ hai tùy theo từng tháng đó, nhưng mà song suốt là hơn 2 năm đến bây giờ thì cũng là Midu là chính. Và đối với Giang ấy thì là bởi vì là như em thấy lúc trước cũng chia sẻ thì Giang cũng xuất phát từ người mẹ, Giang là mẹ bỉm ba bé nên là Giang có cái tệp khách hàng đó chính là các mẹ bỉm sữa và cái chăm sóc cách nuôi con của mình. Đó thì là Giang đi vào cái tập đấy. Nên là cái sản phẩm Midu đối với Giang thì ra đơn nó cũng rất là không quá khó khăn mọi người ạ. Đó thì đối với Giang thì Midu thì nó cũng giống như là dược sĩ Tiến vừa chia sẻ, cũng giống như quy trình như vậy là đầu tiên là mình phải trải nghiệm. Mình trải nghiệm thì mình cũng chỉ kể khoe câu chuyện và mình luôn luôn nói thật thôi, bởi vì là bản thân mình dùng, ba con mình dùng, có chồng thì không dùng thôi bởi vì là ông xã là không bị kiểu đau xương khớp, bởi vì đàn ông là không sinh nở đấy nên là không có bị đau nhiều như thế, nhưng mà bản thân mình sinh ba bé xong là các khớp xương gấp chân tay rồi rất là đau nhức nọ kia đấy, nên là mình uống Midu và cảm nhận rõ rệt luôn.
đó thì là bản thân mình dùng, con mình, ba con mình dùng, mẹ nội nhà mình tức là bà nội á, bà nội là mẹ chồng và mẹ ngoại cũng dùng đó, nên là khi mà mình đi chia sẻ cái câu chuyện là chính bản thân mình, gia đình mình dùng và bố mẹ mình dùng, bố thì không dùng nhưng mà hai mẹ mình dùng, nên là cái câu chuyện của mình nó luôn là thật, luôn là thật, nên là đi chia sẻ mình luôn luôn tự tin đó. Thì là Dược sĩ Tiến cũng chia sẻ lúc trước đó, thì là cái câu chuyện thật của mình ấy thì luôn luôn chạm đến trái tim và luôn luôn là mình tự tin để mình có thể là chia sẻ được, ai cũng mình không có bị mất uy tín và mình không có sợ là cái sản phẩm nó không tốt như nào, bởi vì khi mà mình đã học và mình thực sự hiểu về cái sản phẩm ấy thì rằng là mình biết được cái tư duy nó khác hoàn toàn so những cái với những cái sản phẩm canxi bổ sung đang bổ sung bên ngoài thị trường đó. Chính là ngày xưa thì mình cũng là nằm trong cái top đấy, là mình cũng nghĩ rằng là con thấp hay con cao là do gen của bố mẹ là chính đấy, nhưng mà đến khi mình được vào Mỹ Đu học thì mình thấy là nó khác hoàn toàn và mình đã bị gọi là có cái kiến thức đó, mình bị thu hút luôn đó, nên là mình học sâu về sản phẩm. Đợt này thì Giang ít học về Midu hơn, nhưng mà trước là Giang cũng học Midu rất là nhiều, bởi vì rằng là bây giờ thì giống như là Giang đi lan tỏa về đối với team đội của Giang ấy, khi mà Giang lan tỏa được ấy thì là Giang cũng chủ yếu là giống như kiểu tuyển dụng bằng bằng Midu mọi người ạ. Đó thì những ai mà đến với Giang, đối với đến team Giang thì hầu như đều là từ Midu đó, nên là bây giờ thì Giang đang mở rộng thêm những cái tệp về sản phẩm khác, ví dụ như là đang đang đi sâu về thế giới lọc nước chẳng hạn đó. Nhưng mà đối với lại team của Giang ấy thì là Midu thì luôn luôn là đứng tốt. Như cái ngày hôm qua ấy mọi người, Giang chia sẻ là như cái ngày hôm qua của Giang ấy, lúc đầu Giang cũng đặt mục tiêu rằng là ngày hôm qua là Giang sẽ được 6 đơn. Đến khi thì là đến cuối ngày thì Giang đúng được 6 đơn luôn mọi người. Không sai một tí nào luôn, mà đó thì là vũ trụ luôn vận hành rất là chuẩn xác luôn. Chỉ rằng là mình có mong muốn, mình có hành động hay không. Tất nhiên là nếu mà mình đặt mục tiêu ra nhưng mà mình không hành động và mình không có làm gì ấy, thì tất nhiên là kết quả nó sẽ không được như mình mong muốn. Nhưng mà với Giang thì Giang đi chăm sóc lại khách cũ. Đó thì là ngày hôm qua có cái Zoom buổi tối ngày hôm qua đúng không ạ? Thì mọi người mà nghe Zoom ngày hôm qua thì là rất là nhiều những đối tác xuất sắc mà chia sẻ Midu rất là thành công đúng không ạ? Thì là đối với Giang cũng vậy, thì là Giang cũng đi chăm sóc khách cũ, Giang cũng nhắn tin hỏi cho mọi người. Đó thì là mình được các mentor đi trước hay chia sẻ, đó chính là nếu mà chúng ta mà ngại thì chúng ta sẽ nghèo đó, nhưng mà mình hỏi cách nào, mà mình hỏi làm sao để không phải là gọi là bán hàng đấy mọi người đó, mình hỏi mà để gọi là bán mà như không bán. Đối với Giang thì là đôi khi rằng là ví dụ như là Giang không mời nhiều đâu mọi người, Giang không có mời khách mua hàng của Giang đâu, mà Giang luôn luôn hỏi rằng là ví dụ như là em ơi, đơn giản như một khách là Giang hỏi như này, em ơi, hai mẹ con dạo này có khỏe không? Đó thì là những cái khách mà vẫn tương tác lại với mình ấy, đôi khi rằng là nếu mà họ lâu quá họ không tương tác thì mình cũng không phải bán hàng hay không phải gì cả. Những cái ngày mà không chạy doanh số hay là những cái ngày mà không có khuyến mại ấy, thì mình cũng làm sao, mình cũng chủ động nhắn tin với khách để làm sao giữ cái mối liên hệ đó. Chứ còn nếu mà những chúng ta bán xong một lần mà chúng ta không có chăm sóc lại, không có hỏi thăm ấy, thì cái mối quan hệ đấy dần dần nó nguội lạnh. Và làm sao bây giờ mọi người kinh doanh Midu rất là nhiều, nếu mà mình không chăm sóc mà mình không có quan tâm đến họ ấy thì làm sao ạ, thì người khác sẽ chăm sóc hộ mình luôn. Và người khác giống như Giang thì Giang cũng có một vài khách là không còn mua sản phẩm của từ Giang nữa, hỏi ra thì bạn ấy nói rằng là bên cạnh hoặc là ở gần đó họ có người bán rồi, nên là họ mua luôn ở đấy cho tiện. Thế là mình mới nói rằng là đối với Giang, với khách của Giang thì Giang chia sẻ là hầu như rằng là những cái khách gọi là khách thân quen, khách không phải là khách mới, nhưng mà là gì ạ, khách mua hàng của Giang Giang đều free ship đó. Thì là mình không có gọi gì ạ, mình không có bán phá giá mọi người nhé, không bán phá giá, nhưng mà mình sẽ trích lại cái phần hoa hồng của mình đấy, mình để free ship cho khách đó. Thì là làm sao, đấy là trong cái quyền của mình, thì mình đôi khi rằng là mình nói thật luôn rằng là cái này là vẫn ship nhưng mà chị sẽ free ship cho em đó, thì là để tạo cái thiện cảm với mọi người. Hầu như bây giờ ai mua hàng người ta cũng thích free ship thôi đó. Thì Giang chia sẻ là như thế. Thì đến ngày hôm qua đến tận tối ấy, tận 9 10 giờ thì Giang mới có 3 đơn thôi. Thế nhưng mà làm sao ạ? Mình nhắn tin lại cho một cái chị khách cũ. Chị ấy nói rằng là mình mới hỏi chị làm, bởi vì là hai chị em rằng là nói chuyện rất là thường xuyên với nhau. Nhưng mình mới nói là chị ơi, hôm nay Midu có khuyến mại đấy, chị có cần đặt thêm gì không? Đó thế chị em nói, chị bảo là à thế để chị hỏi bạn chị nhé. Thế là chị bảo là em ơi, đặt cho chị 18 hộp. Đó, 18 hộp đấy mọi người. Và mình chia ra là 3 đơn, bởi vì rằng là ngày hôm qua có khuyến mại mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Đơn 1 triệu và đơn 2 triệu rưỡi đó, thì mình tách ra làm 2 đơn 2 triệu rưỡi, hơn 2 triệu rưỡi.
và một đơn là hơn 1 triệu là 4 hộp ấy ạ, 2 đơn 7 hộp và 1 đơn 4 hộp, đó thì là đủ doanh số là 6 đơn luôn. Thì là Giang cũng rất bất ngờ, bởi vì rằng là mình đặt mục tiêu buổi từ sáng sớm là ngày hôm qua là Giang cũng lên chia sẻ Zoom miền Bidu đó, thì là đến đến tối là mình cũng hoàn thành mục tiêu. Còn về cái kết quả kinh doanh mà đến với lại chia sẻ đối tác thì là mình sao, mình cũng chia sẻ từ con mình cũng khoe câu chuyện rằng là con mình thay đổi như nào. Như bé lớn như là Giang ấy, thì là lúc mà Giang bắt đầu cho con dùng ấy, cũng là từ tháng 11 năm 2022. Thì là sau 1 năm là đến, mình cũng tính là đến tháng 11 năm 2023 ấy, thì là con cao lên được 7 cm. Đó thì mình chỉ khoe kết quả thôi. Đôi khi rằng là trên Facebook hoặc Zalo thì mình cũng không bài đăng ấy mọi người. Bài đăng thì ngày hôm nay đăng, đăng chỉ trong 1 tuần thôi là những cái bài đó nó đã thành cũ rồi. Mọi người cũng không thể lướt lết lại được. Đó thì là đôi khi rằng là trong cái cuộc tin nhắn ấy mọi người, trong cái cuộc tin nhắn ấy mình luôn luôn lưu lại những cái thông tin đấy để trong cái cuộc tin nhắn Messenger với khách hoặc là Zalo với khách ấy, thì mình trao đổi luôn với khách. Đó thì là cái kết quả của con mình nó là thực tế, bởi vì làm sao ạ? Cái chiều cao ấy hôm qua chính con mình nó còn đố như này, đố mẹ biết rằng là có cái gì mà nó cao lên mà nó không bị cái số nó tăng lên mà nó không giảm đi được ấy. Đó thì ví dụ như cân nặng nha mọi người, cân nặng nó tăng lên thì nó có thể giảm, nhưng mà chiều cao nó đã cao lên thì nó còn mãi không thể giảm được, nên là không thể nói dối được cái chỉ số đấy mọi người, không thể nói dối được con số đấy. Thế nên là mới đối với lại bạn lớn thì mình đến bây giờ thời điểm bây giờ là có thể là bạn ấy đang ở giai đoạn tiền dậy thì là cái giai đoạn cuối cùng để tăng chiều cao rồi, nên bạn cũng bứt phá rất là tốt. Thì là bạn ấy bây giờ đang được 1m50 rồi, mình thì 1m52, và là đứng bây giờ là hai mẹ con là cũng san sàn bằng nhau rồi. Đó thì là bạn ấy tăng là đầu năm đầu tiên là bạn tăng 7 cm, đối với lại năm thứ hai này thì là nửa năm rồi thì bạn ấy tăng 6 cm nữa. Đó thì là mình luôn luôn khoe cái kết quả của con mình thôi. Còn hai bạn 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 hai bạn mình còn hai bạn út nữa thì mình cũng làm sao, mình cũng luôn luôn, bởi vì mình luôn làm phác đồ mọi người, 3 tháng mình lại làm phác đồ 1 lần, cân đo long để đừng cân đo lại cho con, và làm phác đồ thì mình luôn luôn cái số có số liệu ở đấy. Thế là mình cũng đi chia sẻ, thì là mình cũng đầu tiên là hầu như là các đại lý mà đi vào cùng với mình ấy đều là xuất phát từ Midu, thì mình đều tuyển dụng từ Midu luôn. Thì là cái năm ngoái của mình ấy thì là mình chia sẻ được rất là nhiều các đại lý là hoạt động và cùng Midu, nhưng mà đến cái thời điểm mình cũng chia sẻ thật là đến cái thời điểm này thì là bắt đầu từ Dropi ra cái phí nền tảng ấy, thì là nhiều mẹ rằng là đôi khi là không phải là kinh doanh là chính, nên là các mẹ còn đi làm nhà nước hoặc là đi làm các công việc khác, nên là mọi mọi người là không theo được, hoặc là hầu như những ai mà không theo được thì do là mọi người không có học, không có học nên là mọi người không có kết quả, đôi khi là không kinh doanh không bán được nên là mọi người sẽ chán và mọi người sẽ nghỉ. Nhưng mà đối với lại Giang ấy thì là Giang luôn luôn hành động mọi người, mình phải làm, mình phải hâm nóng lại. Đôi khi rằng là mình không có nhắn tin thường xuyên với khách, nhưng mà mình tương tác bằng cái gì ạ, tương tác bằng những cái bài viết lên Facebook hoặc Zalo với mình làm sao phải tạo cái tính liên tục như thế, người ta sẽ gì ạ, mình không có bom tin, tức là mình cứ nhắn tin liên tục như thế thì người ta sẽ phản cảm, người ta nghĩ rằng là sao mình bom tin nhắn là người ta có thể hủy kết bạn hoặc là người ta chắc chắn mình ngay. Thế nhưng mà làm sao mình cứ đăng lên Facebook, mình cứ khoe cái thành tựu, cái công việc của mình đang làm ấy mọi người. Đó thì là Giang có thể là Giang làm video thì Giang sẽ edit lại cái video của bác sĩ Hiên. Đó thì là mình sẽ nói bằng giọng của mình sẽ nói bằng những cái ngôn từ cử chỉ của mình, nhưng mà những cái nội dung đấy thì là của bác sĩ Hiên đã làm video rồi, thì nhưng mà làm sao mình sẽ làm lại. Đó thì là mình phải hành động, mình phải làm sao mình phải đăng bài thường xuyên thì mọi người mới giữ được cái tương tác, là mọi người ví dụ như ngày hôm qua Giang cũng có nhắn cho một mẹ, thì mẹ nói rằng là bây giờ em ít dùng sản phẩm, em đang cho con nghỉ trong cái giai đoạn giống như là làm mọi người vẫn không hay học về sản phẩm ấy, mọi người chỉ hiểu rằng là bổ sung canxi thì cứ liệu trình là 3 tháng là có thể nghỉ. Đó, 3 tháng hoặc 6 tháng tùy theo bé cao hay thấp, thì là cứ 3 tháng là con đang cho giai đoạn nghỉ chẳng hạn. Đó thì nhưng mà em luôn luôn theo dõi Facebook của chị. Đó thì là cái câu nói của bạn ấy thế thôi, nhưng mà mình làm sao mình cảm được là cái động lực để mình làm sao ngày nào mình cũng đăng bài, ngày nào mình cũng có thể là ví dụ mà mình chia sẻ với Midu, đôi khi mình không có nhiều kiến thức quá ấy. Đó thì là mình làm sao mình có thể xen kẽ những cái sản phẩm khác hoặc xen kẽ những câu chuyện khác để cho cái bài đăng ở Facebook của mình nó phong phú hơn. Đó là cái cách mà Giang đang làm. Thì làm đôi khi rằng là cái cách mà ví dụ như mà mình học bên sản phẩm các sản phẩm ấy, thì đôi khi mà mình cũng không có gọi là gì ạ, không có đồng tình với những cách mà mọi người đang chia sẻ, là ví dụ như là cứ đến đầu tháng hoặc như thế nào đi mời hoặc là đi 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 gọi là đi đi chào khách để mua hàng. Thế nhưng mà đối với Giang thì là Giang rất là tâm đắc cái câu chuyện hoặc là cái bài giảng của thầy Hợp, đó chính là gì ạ, thầy có nói rằng là
mình cứ làm thường xuyên đi, cứ gọi là mình làm sao ạ, mình để cho khách tự động đến với mình. Ví dụ mình chia sẻ, bởi vì là bên Midu ấy thì làm sao ạ, mình có cái công cụ, đó chính là cái phác đồ với mọi người. Khi mà có cái phác đồ ấy, thì là lúc đầu thời điểm đầu ấy, đăng cái phác đồ lên rất là nhiều mẹ làm cái phác đồ đấy, tức là nhưng mà làm sao ạ? Nhiều mẹ rằng là người ta không muốn nhắn tin với mình ấy, nhưng mà cái phác đồ khi mọi người điền xong ấy thì là có thông tin đấy, thì mình chủ động mình liên hệ. Một là mình lấy cái số điện thoại đấy, mình kết bạn Zalo, kết bạn Zalo thì mình sẽ tương tác với họ, hoặc là đôi khi là ra gọi điện trực tiếp luôn đó. Có những cái mẹ mà nhắn tin Zalo hoặc là ấy không kết bạn ấy, không nhắn tin được thì mình sẽ gọi điện luôn đó. Thì là đôi khi là cũng có những cái đơn từ những cái phác đồ như thế, nên là mọi người cứ hành động lên mọi người. Mình phải hành động, nếu mà mình muốn có kết quả thì mình phải hành động mãnh liệt lên. Nhưng mà làm sao mình phải luôn luôn là trong cái tâm thế là mình cho đi, và trong cái tâm thế là mình trao giải pháp cho khách hàng, chứ mình đừng có giống như kiểu là đi mời chào mọi người. Đôi khi là mời chào người ta phản cảm lắm mọi người. Đôi khi là cái cách gọi là đi mời chào nhưng mà mình hỏi thăm bằng câu chuyện thì làm sao để mình chủ động hơn. Chứ còn là bảo chị ơi hôm nay Bindu nó có khuyến mại như thế này, chị mua cho em một đơn hàng nhé, nhưng mà mình chỉ mời được một lần đấy thôi, lần sau mời nữa người ta không thích đâu ạ. Người ta không thích hoàn toàn, bởi vì bên dạo mình cũng có trong cái cảm giác đấy rồi, mình cũng được người khác như thế là mình không thích cái điều đấy. Nên là nhưng mà đôi khi là hỏi thăm là hỏi thăm hỏi là chị ơi con chị dạo này thế nào rồi, là có khỏe mạnh không ấy, thì là đôi khi người ta thấy được hỏi thăm người ta rất là vui. Người ta lại nếu mà đôi khi người ta bận thì người ta không có thể mở lòng nói chuyện với mình, nhưng mà những cái lúc mà người ta gọi là mình phải căn cái thời gian ấy, gọi là hoặc là mình xem cái Facebook của họ họ làm gì hoặc là như nào, mình căn cái thời gian để mình hỏi người ta. Chứ không đôi khi là người ta đi làm văn phòng làm hành chính mà mình hỏi về những cái giờ đấy thì làm sao người ta không thể trả lời mình được. Thế nhưng buổi tối này mọi người, buổi tối này thì mình đôi khi là mình không có thể chăm nhiều, nhưng mình chăm hai ba khách vẫn được mà. Đó thì là cái kết quả mà Giang hôm nay sáng nay thì bạn bạn Lương Chi đó thì là bạn Lương Chi đang chăm sóc cái team đội của Giang, thì bạn ấy có gọi cho Giang và Giang bạn ấy nói rằng là đối với lại team chị thì em không nói, nhưng mà đối với bản thân chị là một gọi là đối tác, gọi là đang gọi là cũng có doanh số đứng tốt, nên là Giang cũng rất là vui vì vì làm cái cách mà mình làm. Bởi vì làm sao mình hay hỏi bạn đấy ở trong, ví dụ ở trong nhóm thì mình không có hỏi trên nhóm, nhưng mà mình hay inbox riêng cho bạn đấy, mình bảo bạn đấy là khi mà mình làm tài liệu của bác sĩ Hiên ấy, làm edit lại cái video của bác sĩ Hiên, thì mình hay xin bạn ấy những cái tài liệu với những cái hình ảnh hoặc những cái video. Đôi khi là không có thì hoặc là đôi khi là bạn ấy bận hoặc bạn không ấy được là mình cũng tự làm luôn, nhưng mà mình hay hỏi bạn ấy những cái tài liệu như thế để mình làm cái video. Thì bạn ấy nói rằng là chị đang hành động rất là gọi là luôn luôn hành động và luôn luôn gọi là mình phải làm sao ạ? Mình phải muốn có kết quả thì mình phải hành động thì nó mới thành hiện thực được. Chứ còn là ai cũng đặt mục tiêu, ai cũng nghĩ rằng là mình muốn như này muốn như kia, nhưng mà mình không làm ấy thì là chúng ta nghĩ là nó không 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 có thiết thực. Đó thì là những cái mà Giang đang đạt được ấy, thì là mình cũng thấy rằng là mình cũng bởi vì Giang làm đôi khi mình làm video mọi người, mình không thể đăng được mỗi Facebook đâu, mình có thể đăng Zalo, mình đăng TikTok, thì là mình cứ đăng thôi, cứ đăng ví dụ TikTok thì Giang cứ xây thôi, cứ xây kênh rồi đến lúc mà Giang cũng ra được đơn ở trên TikTok mọi người. Đó thì mình cứ xây đến lúc giống như kiểu cứ trồng cây rồi đến sẽ ngày gặt trái ngọt đấy ạ. Đó thì Giang cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Giang chia sẻ. Giang xin trả lại mic lại cho Dược sĩ Tiến nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời phần chia sẻ tiếp theo của chị Đinh Thị Thùy Nhung ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, chị Nhung có trong buổi Zoom ngày hôm nay không ạ? Xin mời admin có thể ghim chị Nhung lên với ạ. Vâng. Vâng, Alo. xin chia sẻ ạ. Dạ. Alo, xin chào mọi người. Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Vừa nghe cái phần chia sẻ của chị Giang ấy, cảm thấy rất là hào hứng. Và em là chị Giang thì nghe như chị nói là chị vào từ năm 2022, nghĩa là chị đã vào được gần 2 năm. Và em thì được hơn một tháng. Hơn một tháng để vào với cái nền tảng Dropy của mình và chính thức kinh doanh cái mặt hàng Midu. Còn để mà trải nghiệm mặt hàng Midu thì đã là từ tháng 3 năm 2023 là con trai và con gái của em đã dùng.
Thì sau như tháng 3 đến tháng 9 là đã có một cái trải nghiệm là con trai dùng vượt bậc 6 tháng lên 6 cm, rất là rõ ràng. Còn với con gái thì đang là cái giai đoạn con bắt đầu có dậy thì rồi, và bạn ấy đang ở tuổi thứ 12. Thì cũng chỉ vì lo lắng là con sẽ thấp như mẹ nên là cũng cần phải có sự bứt tốc. Thì cái phác đồ ấy, em sẽ làm một bài chia sẻ với cái phác đồ, nó rất là hay. Khi mà con gái em làm cách đây 1 năm cái phác đồ thì bé dự đoán chiều cao tuổi 20 là con cao 1m68. Và đến tháng đầu tháng 1 năm nay, tháng 9 năm ngoái con vẫn cao 1m68 ạ. Nhưng đến tháng 1, từ tháng 1 đến tháng 4 là con không thể dục nữa, không đi ngủ sớm vì con bài tập học hành nhiều nên là con không ngủ sớm, con không thể dục. Hai điều đó đã làm cho con bị cái phác đồ con giảm đi hẳn xuống 1m59 ạ. Dự đoán tuổi 20 1m59. Thì khi mà nhìn thấy cái vấn đề đấy xong thì mình có đưa cái phác đồ cho con, bảo đây con tự nhìn thấy nhé. Nghĩa là đang 1m68 và xuống 1m59 thì con thấy nếu như với cái chiều cao như thế này của con ở cái tuổi sau này của con nó sẽ rất là thiệt thòi. Và tự bạn đã nhìn thấy điều đó, bạn đã thay đổi. Và từ tháng 4 đến giờ là được gần 2 tháng. Gần 2 tháng là bạn đã thay đổi và đúng chiều cao của bạn ấy khi làm phác đồ nó lại khác luôn. Nghĩa là bạn thay đổi về cái giấc ngủ, bạn ấy có nhảy dây một ngày từ 1.500 đến 2.000 cái. Vì bạn là con gái nên cái chu kỳ kinh nguyệt bạn đã có rồi thì có những cái ngày bạn sẽ phải nghỉ. Nên là làm bạn có những cái gọi là bất lợi nhưng mà bạn cũng rất là cố gắng, và cái phác đồ nó lại thay đổi lên là 1m64. 1m64,7 gần 1m65. Bảo đấy con thử nhìn, khi mà con đáp ứng đúng đều đủ cái vấn đề là ăn, ngủ, tập và vitamin, khi mà con hiệp đồng tất cả những cái vấn đề đấy lại thì con sẽ có một cái kết quả tốt. Con chỉ cần thiếu đi một trong hai yếu tố thôi, kết quả con đã sai rồi. Thế nghĩa là từ cái trải nghiệm của người mẹ và các con trong gia đình thì mình đã có những cái kết quả rất là tốt. Và sau khi mà mình thấy cái sản phẩm, nghĩa là mình tốt nghiệp tháng 8 năm ngoái nhưng mình không làm, mình chỉ lao vào để mình học, mình hiểu sản phẩm để mình biết để con mình đang dùng cái gì và như thế nào thôi. Thì đến tháng tháng 5 năm nay, ngày 19 tháng 5 mình mới bắt đầu đúng ngày sinh nhật bác ấy, là mình bắt đầu vào mình làm dropy. Thì với một người mới như mình thì trong vòng có chưa đầy 1 tuần và mình lan tỏa ở trên cái Facebook và Zalo của mình thì bắt đầu lan tỏa các bài viết chia sẻ của Midu từ ngày mùng 7 tháng 5 và đến ngày 19 tháng 5 là bước chân vào làm Ropi. Thì trong vòng 1 tuần là mình có doanh số là 20 triệu, hơn 20 triệu. Đến tháng tháng này thì mình cũng kiểu học về cả tuyển dụng các thứ nữa nên là nó hơi chểnh mảng một chút. Thì hiện tại đến giờ phút này thì doanh số nó chỉ có được khoảng 15-16 triệu thôi. Nhưng mà có một cái rất là hay mà mình muốn chia sẻ ở đây, đó là khi mình lan tỏa trên Facebook ấy, có thể là có nhiều bạn sẽ không like bài, không comment bài mình. Nhưng ngày nào mình cũng đưa một bài lên và chia sẻ về các con mình tập nhảy hay như thế nào đó, nghĩa là những cái nó rất tích cực về cái sản phẩm. Thì ngay ngày hôm qua là cái ngày mà có flash sale ấy, thì một người bạn ở trong cái nhóm rồng vàng cách đây là 12 năm rồi, nghĩa là thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện với nhau chắc là chỉ được vài lần thôi, thế nhưng mà nhắn inbox sang bảo chứ bà ơi bà giúp tôi với, con gái tôi bằng tuổi bà, con bà năm nay mới cao 1m50 thôi, giúp tôi với chứ thế này tôi thấy không ổn. Thế là mình lại chốt được một đơn 9 hộp cho bạn đấy. Thì khi mà người ta thực sự quan tâm và người ta thấy hiệu quả của sản phẩm khi mà mình đưa đăng tải lên là con trai mình có hiệu quả, con gái mình có hiệu quả, nhưng mà mình nói luôn là nếu như bà, tại vì là muốn cho con cao thì trước mắt mà mình phải là một người mẹ thông thái, là một chuyên gia với con, đồng hành cùng với con, thúc giục con đi ngủ sớm, thúc giục con thể dục. Có thể là nó vất vả đấy, nhưng thôi mượn cái hè này thì mình cũng thể dục để mình giảm cân, con cũng cần như thế. Bà cố lên, con bà sẽ có kết quả rất là tốt. Thế là bạn ấy bảo là ok tôi sẽ quyết định đồng hành cùng với con, bảo tôi sẽ cùng đồng hành cùng với bà luôn. Và khi bà nắm được như thế rồi thì bà sẽ lan tỏa được cái vấn đề này. Thực ra với sản phẩm Midu chuyển hóa canxi thì mình cũng chia sẻ canxi trong này, như bác sĩ nói nó là canxi, nó là thứ yếu. Thì bạn có nói mình một câu
Cái này mình đáng ra mình phải chụp lên mình nói. Bạn con nói mình một câu là con tôi đang uống canxi mà, thế bây giờ uống cái Menavi7 đấy thì có làm sao không, nó có đánh nhau không? Đó, nghĩa là bạn chưa hiểu cái sản phẩm này nó như thế nào. Bạn không hiểu cái Menavi7K2 nó là cái gì. Thế mình lại lấy dẫn chứng bảo là canxi thì thường bà hay phải uống cùng với K2, à D3 đúng không? D3 giúp hấp thu canxi. Thì bà hình dung cái D3 nó là một cái xe ô tô, còn cái K2 ấy, nó là người lái xe. Bảo cái thằng ô tô là mày phải đi vào trong xương, mày phải đi vào trong răng, cái đích đến cuối cùng của mày ở đấy thì cái xương của mình nó mới phát triển và nó mới cao được, răng nó mới chắc khỏe. Bảo à thế à, thế nó là điều kiện, thì mình mới nói nó là điều kiện cần, nó là điều kiện đủ chứ không phải là nó đánh nhau. Khi người ta không hiểu vấn đề thì người ta nghĩ nó là đánh nhau. Đó, cái đấy là một cái mình cũng cần phải truyền thông nhiều hơn nữa để họ biết được cái MENAQ7K2 nó là cái gì. Thì mình phải có những cái mà hình ảnh rõ rệt hơn để mình chia sẻ. Thì tại trên Face của mình và Zalo của mình mới vào có hơn một tháng, chưa đầy 2 tháng. À được, hơn một tháng mấy ngày thôi. Nên để sự truyền thông của mình nó chưa nhiều thì họ có thể họ chưa hiểu được sản phẩm, họ hỏi có đánh nhau không là mình cũng thấy có cái vui rồi đấy, là có một cái content để mình viết về cái sản phẩm này. Và khi hôm qua bạn ấy hiểu được cái thì bạn ấy đồng ý là mua 9 hộp và đồng hành cùng với con để cho con có cái chiều cao tốt hơn. Thì mình cũng, tại vì mình là người có làm về cái tư vấn chăm sóc da rất là lâu rồi, hơn chục năm kinh nghiệm rồi, nên là khi mà có những cái khách hàng người ta hỏi tôi mua thử được không, có khách hàng nói mua thử nhé, thế mình bảo là không, với sản phẩm canxi thì không bao giờ mua thử chị ạ. Ví dụ dưỡng da như của em vẫn đang truyền tải với các chị thì các chị thử được, tại vì dưỡng da các chị có thể sợ kích ứng hoặc có thể là các chị sợ không hợp, ok dùng thử 5 7 ngày 10 ngày. Nhưng cái canxi này ấy, chuyển hóa canxi nó là một cả một quá trình để giúp cho con cao lớn, chứ nó không phải một ngày một, ngày hai. Và mỗi một đứa trẻ nó sẽ có một cái phát triển khác nhau, có đứa trẻ nó lên 2 cm một tháng, 3 cm một tháng hoặc 7 cm một tháng có thể nhé. Nhưng có những đứa trẻ nó chỉ lên được là 0,5 thôi, có khi 2 3 tháng nó mới lên 1 cm. Nghĩa là mỗi một đứa trẻ nó có một cơ chế hoạt động xương khác nhau thì nó sẽ ra một cái kết quả khác nhau. Nên là các chị đừng nghĩ thử, thử là em không bán ạ. Và khi mà các chị không đúng đều đủ em cũng không làm. Các chị phải cam kết với em là con phải có thể đi ngủ sớm trước 10 giờ, con phải có tập thể dục đều, tập cái gì thì các chị phải chia sẻ với em. Thế nếu như mà các chị được những thế rồi, vitamin vào rồi là ăn uống các chị thường rất là đầy đủ rồi, nhưng chỉ do là mình không đáp ứng được đúng đều đủ 3 yếu tố còn lại, nên các chị hay bị, con hay bị chưa cao đúng, chưa cao đúng và không thể được đạt được cái mức cao mà mình mong muốn. Với một cái sản phẩm là cái MENAQ7 của mình ấy, là mình có nhìn thấy sản phẩm của một số nước là có nhé, nhưng cái hàm lượng nó không như của mình, nó không như của mình là 180 microgram, nó không phải là 360 mà nó chỉ là ít hơn, hoặc là nó lại bổ sung cùng với sản phẩm canxi carbonate nano. Đó, thì cái đấy là đồng nghiệp với mình hiện tại cũng mới vào Dropy làm và cũng đang làm canxi, thì con chị đang dùng cái sản phẩm canxi carbonate nano cùng với MENAQ7. Là chị tự nhìn cái sản phẩm luôn vào đây nhé, chị nhìn nhé, xong khi chị vào học rồi chị bảo ô thế à, thế bây giờ phải bỏ đi à? Vì chị cũng tiếc tiền mà, mình cũng đi làm để kiếm tiền và tiền để mình phục vụ cho cuộc sống của mình, nhưng đến bây giờ bảo tùy chị thôi, tại vì nếu như nó không thực sự đảm bảo cho sức khỏe thì đôi khi mình cũng phải bỏ đi để mình sử dụng những sản phẩm gì nó tốt hơn. Chứ nếu như không may con chị uống vào mà cái đường ruột nó không đảm bảo, tại vì nó gây lắng cặn, nó gây ra cho con chị đau rồi mình không tiêu hóa ra được, thì cái đấy nó đâu có tốt. Thì đấy là những cái mà mình đã rút được ra trong hơn 1 năm cho con trải nghiệm sản phẩm Midu và hơn 1 tháng mà mình trải nghiệm kinh doanh cùng Midu. Và mình có những kiểu như là giấc mơ lớn lắm. Giấc mơ của mình có thể là mentor cao hơn này, rồi làm những người truyền thông về sản phẩm Midu. Mình là người ở Hải Phòng, Hải Phòng thì cũng có rất nhiều bạn kinh doanh dropy và sản phẩm của Midu, nhưng mình thì mình muốn là được làm những cái mà nó chuyên sâu hơn,
về cái sản phẩm chiều cao tại Hải Phòng, vì mình chưa thấy có một cái trung tâm hay đại lý nào nó chuyên về làm về cái gọi là đo đạc phát triển chiều cao cho riêng cho các con, là mình chưa thấy điều đó, nên là mình đang nung nấu, đang đau đáu để muốn phát triển cái đấy, khi mà cái sản phẩm của Midu và phương pháp của thầy Hợp cùng với bác sĩ Hiên đang làm cho các con nó là một cái nhân văn. Với mình nó là giá trị nhân văn, lan tỏa phương pháp. Cái quan trọng nhất nó là phương pháp, chứ chưa nói đến sản phẩm. Vì nếu như mà sản phẩm thì các con uống rất nhiều. Bản thân cháu mình đây, hiện tại một bạn cao 1m65 là bạn trai, đã qua của tuổi dậy thì. Chị chồng mình có hỏi là có cách nào để cho nó cao lên không, thì mình bảo là từ chối vì anh chuyên ngủ muộn, anh không có thể dục, thì điều đó là thôi. Và anh từ đây là từ trước là anh sử dụng rất nhiều sản phẩm của Nhật, của Hàn, rồi của Ý, của Pháp, anh sử dụng rất nhiều nhưng anh không cao vì anh không thể dục và anh không ngủ, thì mình sẽ từ chối luôn nếu như bạn nào không làm được hai điều đó. Thường là các con ăn có này, các con ngủ có này, các con ăn có, các con vitamin có, nhưng các con lại thiếu hai cái yếu tố, đó là ngủ và ngủ sớm trước 10 giờ ấy, và tập thể dục là các con thường bị thiếu, thì cái đấy là mình từ chối, mình sẽ không hợp tác. Và nếu như mà mọi người đồng ý với mình thì mình sẽ hợp tác tiếp, mình sẽ nghĩa là phải cam kết làm với mình đúng đều đủ các yếu tố, hiệp đồng như thế thì ok, mình sẽ đồng hành cùng các con và cam kết là các con sẽ cao 1m8 với con trai và con gái là cao 1m7, tại vì mình đang hướng con trai mình sẽ là phải cao 1m75 đến 1m78, theo phác đồ thì là 1m75, nhưng mà mình còn muốn là con phải lên đến, cố lên được 78. Con gái thì đang 1m65 thì mình muốn là con được 1m68, tại vì đặt ra những mục tiêu lớn thì mình mới cố gắng được. Ví dụ bạn trai nhà mình bây giờ hiện tại đang nhảy là 3.500 cái một ngày, bạn ấy cũng gầy gầy rong ròng thôi, nhưng mà cơ múi của bụng này, tay này là chuột đầy luôn, tại vì nó xây cái bộ cơ ấy. Khi xây bộ cơ thì con rất là khỏe, và cái đấy nó giống như mình học trên cái sản phẩm Chukan ấy. Nếu như mà sau này về già rồi các cụ mà không uống những sản phẩm, hoặc giống như chúng mình mà không uống những sản phẩm để bổ sung canxi, thì nó sẽ bị trùng nhão xuống và bộ cơ bị xẹp xuống, chúng mình lại lùn từ 2 đến 7 cm cơ mà. À, mình có một cái nữa, đó là mẹ đẻ mình đang sử dụng cái sản phẩm Chukan. Để mà mình có kinh nghiệm về bán thì mình không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà toàn người thực tế đang dùng. Mẹ chồng mình cũng đang bắt đầu dùng. Vì mẹ chồng hôm trước mình có hỏi bác sĩ, bà có bị bà 70 tuổi có huyết áp cao, có sỏi thận 9 mm, có suy thượng thận, thì bác sĩ bảo vẫn dùng được 2 viên Chukan 360 một ngày. Thế nên là mình đã cho bà dùng để cho bà có những cái cảm nhận là đảo ngược cái sản phẩm này, và nó đào thải được cái canxi dư thừa ra. Cũng rất mong là sản phẩm nó hiệu quả một cách thực sự trên những người thân của mình. Đây là mình toàn sử dụng trên trải nghiệm, bán hàng bằng uy tín, và tất cả những cái ví dụ như là tháng trước mình bán hàng là do trên Facebook và Zalo, là có những người không bao giờ comment, là mình tính ra là được 4 người không bao giờ comment, không bao giờ like bài bất cứ cái gì của mình, tự nhiên họ inbox họ hỏi cái sản phẩm đấy như thế nào, bán cho tôi với, lấy một phát 18 hộp luôn. Đó. Còn cái tháng này cũng vậy, tháng này là tự nhiên có 2 bạn chả bao giờ like bài hay là gì cả, tự nhiên vào hỏi mày giúp tao với, bà giúp tôi với, vì tình hình như thế nọ thế kia, thì mình cũng rất là vui, tại vì là họ thực sự quan tâm đến con của họ. Đấy là cái kinh nghiệm nhỏ bé của một cô vừa, à một chuyên gia phát triển chiều cao vừa mới bập bẹ vào nghề. Xin được cảm ơn mọi người đã lắng nghe sự chia sẻ của em ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, rất là cảm ơn phần chia sẻ của hai chị Hà Giang và chị Nhung ạ. Vâng, thì các anh chị có thấy không ạ, một điểm chung rất là rõ đó là gì ạ? Có lẽ là chúng ta càng thận trọng thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta càng thận trọng thì chúng ta lúc đến lúc chúng ta làm chúng ta sẽ càng nhận được những thành quả rất là lớn đúng không ạ? Vâng, và để tiếp nối cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì Tín sẽ chia sẻ nốt những cái slide cuối cùng để các anh chị có thể kết thúc cái buổi ngày hôm nay để chúng ta vẫn có thể duy trì được cái thói quen ngủ sớm cho con đấy các anh chị nhá. Vâng ạ. Vâng, anh chị nhìn thấy slide của Tiến đang chiếu rồi đúng không ạ? Vâng. Thì một trong những cái yếu tố mà anh chị có thể thấy đó chính là gì ạ?
là hai chị đã thực sự đã khai thác rất là tối đa cái sự hỗ trợ từ phía Medu, ngoài những cái mà nhà Medu cung cấp các chị còn 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 gọi là gia tăng thêm đúng không ạ? Vâng. Mình cá nhân hóa lại những cái nội dung hay những cái hỗ trợ của nhà Medu để trở thành những cái của chính bản thân các chị. Vâng, đó là một điều hết sức tuyệt vời đấy các anh chị ạ. Vâng ạ. Thì đây cái phần mà mình sẽ khai thác đầu tiên đó chính là gì ạ? Tài nguyên.medu.vn. Ở đây thì đây là mọi cái phần tài nguyên của nhà Medu thì đều được chứa và cập nhật ở trong này, thì các chị hãy vào và hãy khai thác nó nha các chị nhá. Tiếp đến là gì ạ? Đó chính là gì? Đó là chuyên gia chiều cao.medu.vn. Ở đây thì sẽ là một cái quy trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao mà cho hoàn toàn cho những cái đại lý mới, và họ sẽ hiểu được là à họ cần phải hoàn thành những cái bước như thế nào để họ có thể trở thành chuyên gia chiều cao nha các anh chị nhá. Vâng. Tiếp đến là gì ạ? Tiếp đến là những cái kênh TikTok mà các anh chị có thể tham khảo thông tin nội dung, như vừa lại có phần chia sẻ của các chị thì gì ạ? Mình lấy luôn các cái clip của bác sĩ Hiên, sau đó mình có chỉnh sửa đi qua một chút và mình sử dụng. Thì đây cũng là một trong những cái hoàn toàn là các chị có thể xin gì ạ? Xin các bạn hỗ trợ hoặc xin admin cái phần kho nội dung của các kênh bác sĩ Hiên, bác sĩ Việt Anh, để các chị có thể là gì ạ? Từ những cái nội dung kịch bản đó hoàn toàn các chị có thể tự quay video của mình các chị ạ. Vì sao ạ? Vì thực tế là có những cái video mà cũng phải chia sẻ với anh chị là với cái nền tảng phân phối hiện tại của TikTok ấy, thậm chí vẫn cùng một cái nội dung đấy, cùng một cái nội dung chia sẻ đấy, nhưng mà nếu như các anh chị nói ấy, có khi là view khi còn cao hơn cả bác sĩ Việt Anh. Vì sao ạ? Vì đôi khi là các anh chị có những cái trải nghiệm thực tế của mình này, có cái network của riêng mình, và có một cái sự duyên dáng hay là một cái sự may mắn nào đó vẫn có thể lên xu hướng bình thường như các anh chị nhá. Đó ạ. Vâng, chúng ta hãy tận dụng tối ưu cái phần này, thì các chị có thể nhắn cho các bạn năng hỗ trợ phụ trách mình, hoặc là nhắn cho admin để admin có thể gửi cái phần kịch bản này để các chị có thể tham khảo nhé các chị nhá. Vâng, tiếp đến là gì ạ? Chúng ta tập trung có những cái chương trình bán hàng tập trung, chúng ta thông qua các chương trình home sharing hay là các video đào tạo khách hàng đấy, hoàn toàn là đội ngũ admin của nhà Midu sẽ hỗ trợ cho anh chị hết sức là tuyệt vời, hay như là cho khách hàng học hay mở như cái phần trước đó Tiến nó có chia sẻ, thì sắp tới thì các anh chị hoàn toàn có thể cho khách hàng học cái phần khai mở để có thể khách hàng sẽ thấu triệt luôn, đồng với mình luôn về mặt tư duy về phát triển chiều cao, họ không còn những cái thắc mắc cơ bản nữa về câu chuyện vận động dinh dưỡng hay là giấc ngủ đấy, để có thể đồng luôn với các anh chị và hiểu luôn giải pháp và giáo rốt ráo cho con hơn mình hơn đúng không ạ? Vâng. Tiếp đến là content, thì các chị sẽ có nhóm content hàng ngày. Vâng, ở đây có anh chị nào chưa vào nhóm content hàng ngày không thì hãy comment cho nhóm admin, admin có thể hỗ trợ các anh chị nhá. Vâng, ở đây có rất nhiều nội dung để anh chị có thể sử dụng trực tiếp, hoặc là mình sẽ cá nhân hóa thêm thêm những cái nội dung mà của riêng mình để mình có thể, vâng ạ, trở thành những nội dung của riêng mình đăng tải trên các cái trang để có thể truyền thông. Vâng. Xin mời các admin có thể hỗ trợ bạn Dược sĩ Mai ạ. Vâng. Xin chào một bạn rất là đồng nghiệp của Tiến ạ. Vâng ạ. Rồi tiếp đến là gì ạ? Thư viện về content chiều cao hay thư viện content về sức khỏe xương. Vâng. Có rất nhiều các anh chị cũng có thắc mắc một chút liên quan đến câu chuyện là K2 đâu chỉ hỗ trợ cho việc vấn đề về phát triển chiều cao đâu, mà còn hỗ trợ về sức khỏe xương và tim mạch nữa cơ các anh chị ạ. Vâng. Thì đó sẽ là dành cho cả những cái buổi đào tạo chuyên sâu của nhà Midu các anh chị nhá, để các chị có thể hiểu hơn, rõ hơn và cái giải pháp rất là tuyệt vời đến từ nhà Midu. Vâng ạ. Tiếp đến là gì ạ? Vâng, tiếp đến nó sẽ là những cái nhóm mà admin hỗ trợ, như là nhóm Zalo chuyên gia hay các nhóm mentor hay là nhóm hỗ trợ một một, thì ở đây các anh chị sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ phía Midu cũng như là trong cái đội ngũ của mình nha anh chị nhá. Ngoài ra thì có cái chương trình đại sứ thì cũng sẽ là những người chia sẻ kiến thức kinh nghiệm kết nối giữa đội nhóm và nhận hàng, cũng như là hỗ trợ các đại lý học mới. Ngoài ra một cái phần mà vừa nãy Tiến có đề cập đó chính là gì ạ? Cái phần đào tạo chuyên sâu. Ở đây thì phía nhà Midu sẽ cung cấp cho anh chị những kiến thức phát triển chiều cao là điều đương nhiên rồi. Ngoài ra thì còn có cả những cái sản phẩm hỗ trợ chính trong những cái lĩnh vực có liên quan. Đấy. Ngoài ra thì cái phần về tư duy kinh doanh, tuyển dụng hay lãnh đạo cũng được nhà Midu kết hợp một cách lồng ghép khéo léo để các chị có thể phát triển cái lĩnh vực này. Vì thuần túy sau cùng chúng ta vẫn đang là kinh doanh, nhưng chúng ta kinh doanh không thuần túy chỉ đơn giản là cung cấp một sản phẩm dịch vụ thông thường, và chúng ta tạo ra một cái xác lập một cái nghề mới, đó chính là ngành chiều cao. Và tiếp đến là cái phần mà cách thức xây dựng nhân hiệu, thì đây cũng là một cái phần mà sắp tới nhà Midu sẽ triển khai rất là nhiều và hy vọng sẽ hỗ trợ được anh chị cho cái việc xây dựng nhân hiệu của bản thân mình.
Tiếp đến là một vài cái gợi ý về marketing mà các anh chị hoàn toàn có thể áp dụng. Tiến tin chắc rằng cái phần này nếu các anh chị có thể áp dụng cho mình, áp dụng cho đội ngũ của mình thì nó sẽ rất là tốt và phát huy hiệu quả. Có thể gọi là nhìn thấy luôn đấy ạ. Vâng. Về online thì các anh chị có thể content các chị có thể tự làm đấy, tự dựa trên những cái nội dung mà nhà Midu cung cấp đấy, chúng ta cũng có thể học trong cái chương trình bán hàng đẳng cấp hay bốn hệ thống bán hàng của CEO Nguyễn Xuân Hợp. Link học online thì sẽ được các đội ngũ admin hỗ trợ theo cái chương trình hiện tại của nhà Midu, hay là xây dựng profile Facebook group, hay là xây dựng kênh TikTok như Tiến cũng vừa chia sẻ đấy. Ngay như bản thân các chị có chia sẻ cái phần làm thế nào để đăng bài hiệu quả đúng không ạ? Vâng, rõ ràng là chia sẻ từ chính cái thực tiễn cá nhân của các anh chị, con cái của mình, câu chuyện ra làm sao, và ngay khi mình tiếp xúc với con mình này, với khách hàng tiềm năng của mình này, mình đã có những content hàng ngày rồi đấy các anh chị ạ. Vâng ạ. Bởi vì sao ạ? Vì chính chúng ta là content các anh chị ạ. Vâng, nếu mà anh chị đã từng nghe cái phần chia sẻ của sếp Hợp ạ. Vâng, thì chính chúng ta là content đấy ạ. Vâng, nội dung nó đến từ chúng ta, và chúng ta sẽ càng làm thì chúng ta sẽ càng nảy ra những content khi mà nó luôn luôn ở trong tâm trí các anh chị, nó sẽ nảy ra rất là nhiều đấy ạ. Vâng, vì offline thì các anh chị có thể có những công cụ hỗ trợ như Standee, poster có QR code để tặng phác đồ chiều cao, một trong những công cụ thực sự là đắc lực và giúp cho các anh chị có những khách hàng trung thành. Vâng, làm việc với nhà trường thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận đến nhóm phụ huynh, và cố gắng là hoạt động này chúng ta nên hoạt động theo nhóm thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vâng, thì ở thời điểm hiện tại thì có thể là vẫn đang là mùa hè thì có thể cái hoạt động này thì nó sẽ chưa được triển khai tốt lắm. Tuy nhiên là chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái giai đoạn sắp khai giảng mới ạ. Và cũng có thể kết hợp cùng với các câu lạc bộ bơi, bóng rổ, bóng đá hay là gym kit. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tặng phác đồ cho các nhóm đối tượng này để chúng ta có thể lan tỏa cái hoạt động một cách rất là hữu ích. Đồng thời đối với tuyển dụng thì chúng ta sẽ gì ạ? Vâng, sẽ tuyển ai ạ? Vâng ạ, rõ ràng rất là phù hợp, đó chính là những dược sĩ, bác sĩ hay những anh chị là giáo viên, những người mẹ có con, thì rõ ràng đầu tiên là họ là những người có thể am hiểu về kiến thức và đã biết đến cái kiến thức này rồi, nhưng nó có thể là chưa trọn vẹn đâu. Vâng, ngay như bản thân Tiến đã khẳng định với anh chị luôn là trong những năm mà Tiến làm nghề thì cũng đã tiếp cận đến K2, nhưng thực sự là vào môi trường của Midu mới biết đến K2 được áp dụng cách chuẩn khoa học đến như thế đấy ạ. Vâng, tiếp đến là cái tư duy tuyển, chúng ta sẽ áp dụng cái công thức 36 là cái công thức liên quan đến câu chuyện về các cái cặp phạm trù. Có thể là sẽ có một cái video của CEO Nguyễn Xuân Hợp sẽ chia sẻ rất là chi tiết về phần này, liên quan đến việc là gì, khi chúng ta trao đổi về về tuyển dụng này, chúng ta hãy đề cập một cách rất là chi tiết và cụ thể về việc thách thức sẽ tạo ra cơ hội, có trách nhiệm thì mới tạo ra quyền hạn, và có rủi ro thì mới có quyền lợi. Đấy, rất là cụ thể. Như vậy thì chúng ta mới có thể tuyển dụng được một cách thành công. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các video bán hàng tập trung cho khách hàng khai mở, thì chúng ta gia tăng cái phần tuyển dụng này tốt hơn. Và đó là toàn bộ những cái phần chia sẻ của Tiến ngay trong ngày hôm nay, thì cũng rất hy vọng là các anh chị nắm bắt được, thấu triệt những cái nội dung để chúng ta có thể áp dụng vào cái giai đoạn mà mình sẽ gọi là trực tiếp hành nghề chiều cao, và có những khách hàng, có những người mà các anh chị sẽ đồng hành cùng với tâm thế của một chuyên gia, sẽ giúp ích, trao giá trị và gia tăng giá trị cho chính bản thân mình, cho khách hàng. Đấy, và mình hãy cố gắng ở một cái tâm thế. Vâng, có mini game không ạ? Vâng ạ, có lẽ thì admin sẽ thông báo phần này nếu như có nhé chị nhé. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ gia tăng được giá trị của bản thân, và câu chuyện nó sẽ không chỉ dừng lại ở câu chuyện bán hàng các anh chị nhé, mà chúng ta hãy chủ động trao giá trị cho cộng đồng, và lúc đó chúng ta sẽ nhận lại được những cái giá trị tương xứng. Vâng, thì không biết là thời lượng của ngày hôm nay cũng khá là nhiều, thì các anh chị có những câu hỏi nào liên quan trực tiếp đến cái nội dung của ngày hôm nay, những cái tình huống mà các anh chị có thể gặp phải, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ để ngay bản thân Tiến hay cộng đồng của các anh chị chuyên gia có thể hỗ trợ giải đáp các anh chị ạ. Vâng ạ.
Dạ vâng, thì có lẽ là cái phần ứng dụng của ngày hôm nay cũng đã được bồi đắp bằng rất nhiều cái phần chia sẻ thực tế từ đến từ các anh chị kinh doanh hiệu quả. Đấy. Thì xin được phép nhường lời lại cho MC ạ. Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Dược sĩ Nguyễn Mạnh Tiến và các anh chị chuyên gia phát triển chiều cao đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúc các anh chị chuyên gia ứng dụng thật tốt những kiến thức mà anh chị đã nhận được trong chuỗi đào tạo, trở thành chuyên gia phát triển chiều cao của Midu để lan tỏa được giá trị hơn nữa trong cộng đồng ạ. Vâng, các anh chị nhà mình có bất kỳ câu hỏi nào có thể nhắn tin lên nhóm chuyên gia để các admin hỗ trợ cho mình các anh chị nhé. Dạ vâng, đến đây thì chương trình xin phép được tạm dừng. Chúng ta có thể bật mic lên để chào nhau được không ạ? Vâng. Vâng, xin chào cả nhà. Dạ vâng. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chào cả nhà, Chúng chào ta em xin xinh đẹp nha. chào cả nhà, chào lại, chúc các MC. anh chị ngủ ngon ạ. Em cảm ơn các anh chị ạ. Chúc ngủ ngon.